Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện đăng hoa tiếu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. chương 51, Kỳ Tuân Trong cửa hàng ánh sáng yếu ớt, bụi bay lơ lửng trong không khí. Giọng A Thành chậm rãi vang lên từ trên ghế. Sở thuộc dược do quan phủ điều hành, tất cả các loại thuốc được bán trong các hiệu thuốc và y quán của thịnh kinh đều phải thông qua kiểm nghiệm của họ trước đây khi bán trà thảo dược nhân tâm y quán rõ ràng đã xin được quan ấn của tục dược sở là có thể bán thuốc rồi nhưng hôm nay hôm nay người của tục dược sở đến không nói câu nào mà lục soát tiệm tìm trà thảo dược xuân thủy sinh chỉ nói rằng phương thuốc của trà thảo dược không đúng giấy chứng nhận là giả còn tịch thu giấy chứng nhận của nhân tâm y quán sau này không cho phép chúng ta bán thuốc nữa ngân tranh hỏi thế vết thương trên mặt chủ tiệm và a thành là là bọn khốn đó ra tay trước. Đỗ Trường Khanh nghiến răng nghiến lợi. Lúc đầu, người của tục dược sở muốn tịch thu trà thuốc, A Thành không nỡ, đưa tay ra đoạt lấy. Không ngờ những người đó hung ác vô cùng, không quan tâm hắn chỉ là một đứa nhỏ mà ra tay tàn độc. Đỗ Trường Khanh thấy A Thành bị bắt nạt thì không nhịn được, chỉ hận chính mình chỉ là một công tử chói gà không chặt, nhảy vào đánh nhau thì chỉ là thêm một người bị đánh mà thôi. Lục đồng nhìn đỗ trường khanh, tại sao người của tục dược sở lại đột nhiên làm khó y quán? Đỗ trường khanh đập tay xuống bàn, tức giận nói, còn tại sao nữa? Đương nhiên là tên khốn kiếp đó đứng sau. Người ở tục dược sở trước đây đều quen với cha ta, khi chế ra thuốc mới, họ không bao giờ hỏi nhiều. Hôm nay, rõ ràng có người ném đá giấu tay, cố ý đập phá y quán. Bạch thủ nghĩa hèn hạ vô liêm sỉ, Sao chép phương thuốc của chúng ta không được? Vốn tưởng rằng hắn sẽ an phận một thời gian, không ngờ hắn lại giở trò này, tên khốn kiếp." Đỗ Trường Khanh vừa nói, vẻ mặt càng thêm phẫn nổ, những người ở thuộc dược sở cũng vậy, khi cha ta còn sống thì luôn nịnh hót khen ngợi. Bây giờ thấy người ta sa sút thì ai nấy cũng bỏ đá xuống giếng. "Phi, một lũ tiểu nhân bì ổi. Nếu cha ta mà còn sống, nhất định khiến bọn chúng phải hối hận." lời nói tuy gay gắt nhưng giọng điệu lại có phần nghẹn ngào đỗ trường khanh quay mặt đi giơ tay lên quẹt loạn trên mặt ngân tranh giật mình nhìn mặt hắn an ủi đỗ chủ tiệm không nên tức giận như vậy một đại nam nhân gặp phải có chút chuyện mà sao đã khóc rồi cô nương nhà ta lúc đến thịnh kinh tiền thì hết lại không có chỗ ở còn khổ sở hơn huynh nhiều cũng không rơi một giọt nước mắt nào đỗ chủ tiệm huynh phải phấn chấn lên đi lời này không nói thì không sao vừa nói ra đỗ trường khanh càng thêm buồn bực giọng mũi trở nên nặng hơn một nha đầu như cô thì biết cái gì nhớ hồi đó bồn thiếu gia đi đâu cũng được người người khen ngợi tâng bốc bây giờ lại bị những người này xông vào đập phá quán thậm chí một nơi để than thở cũng không có đổi lại là cô chẳng lẽ cô không khó chịu sao ngân tranh không nói lại được hắn nàng và a thành đang ngồi trên ghế nhìn nhau một cái rồi quay sang lục đồng cô nương lục đồng nói ta không khó chịu đỗ trường khanh ngừng khóc lau mũi quay đầu nhìn nàng lục đồng ngồi xuống bàn ngày xưa bọn họ tâng bốc huynh vì ngươi là con trai yêu quý của đỗ lão gia đỗ lão gia mất đi rồi thì huynh chỉ là một tên vô dụng không có năng lực đương nhiên không cần tốn tâm sức lấy lòng đỗ trường khanh chừng mắt nhìn nàng lục đồng ngày trước huynh cao cao tại thượng chỉ biết quần là áo lụa sơn hào hải vị không biết khổ đau của thế gian bây giờ huynh từ trên mây rơi xuống không còn gì để nương tựa suy sụp chán nản chỉ có thể để người khác ức hiếp mình bạch thủ nghĩa có thể ức hiếp huynh là vì hắn ta có tiền có gia nghiệp có một hạnh lâm đường có thể kiếm tiền lại không quên chăm sóc và mở rộng các mối quan hệ người của tục dược sửa nể mặt hắn ta thì sau này sẽ tìm mọi cách đối phó với huynh nàng nói chậm rãi đều đều giọng điệu thậm chí có thể gọi là ôn hòa thế đạo là như vậy giờ huynh không còn là đỗ đại thiếu gia được sùng ái nữa muốn người khác tôn trọng mình không dám bắt nạt mình thì tự bản thân huynh phải leo lên leo lên vị trí cao hơn bọn họ khiến bọn họ phải lấy lòng huynh cung kính với huynh thậm chí phải e sợ huynh nói thì dễ đỗ trường khanh tức giận nói cô không phải cũng biết rồi sao ta chỉ là một kẻ phế vật một vũng bùn nhão văn không hay võ không biết làm sao có thể leo lên được tại sao không lục đồng hỏi ngược lại hắn lẽ nào không có cái danh đỗ đại thiếu gia thì huynh không làm được gì à chẳng phải huynh còn có y quán đây sao đỗ trường khanh nhìn nàng lục đồng cười nếu huynh có thể dụ dỗ hồ viên ngoại tới đây mua thuốc nuôi sống y quán mấy năm đương nhiên cũng có thể dụ dỗ người khác. Đỗ Trường Khanh cau mày, nhưng bây giờ sở tục dược không cho phép chúng ta điều chế và bán thuốc nữa. Hắn đột nhiên dừng lại, nhìn Lục Đồng, cô có cách rồi đúng không? Lục Đồng không nói chuyện. Đỗ Trường Khanh bỗng nhiên kích động, nắm lấy cổ tay Lục Đồng, Lục Đại Phu, cô phải giúp ta. Lục Đồng rũ mắt xuống, ánh mắt rơi vào trên tay hắn, Đỗ Trường Khanh hơi ho khan, lập tức thu tay lại, nhìn nàng rồi lại nói, Lục Đại Phu, cô có cách giúp ta rồi đúng không? Lục Đồng đáp, ta có cách. Không đợi Đỗ Trường Khanh nở nụ cười, nàng nói tiếp, nhưng tại sao ta phải giúp huynh? Đỗ Trường Khanh dừng sốt một chút, sau đó theo bản năng trả lời, là bằng hữu thì phải nghĩa khí chứ. Lục Đồng im lặng, ngọn đèn dầu nhỏ giống như một quả cầu ánh sáng, làm bầu không khí như ngưng động lại. Ngân Tranh và A Thành rất tức thời giữ im lặng, Đỗ Trường Khanh chăm chú nhìn người đang ngồi trước bàn, ánh mắt có chốt bối rối. Lục Đồng là người kỳ lạ nhất trong số những người hắn quen biết. Đỗ Trường Khanh đã nhiều năm là một kẻ vô dụng, xung quanh đều là những người bạn cũng chỉ biết ăn uống vui chơi mà không biết đến những đau khổ của thế gian. Lục Đồng thì khác, tính tình của cô nương này hoàn toàn khác với vẻ ngoài mong manh và yếu đuối nàng luôn lạnh lùng và điềm tĩnh. Nói nàng ấy lạnh nhạt nhưng nàng luôn hướng đến mục tiêu kế thừa tâm nguyện của sư phụ, nàng thà không cần tiền trà thuốc để được làm đại phu chủ trì. Nói nàng ấy lương thiện, nhưng nhìn thủ đoạn nàng đối phó với hạnh lâm đường mà xem, ngay cả một kẻ xảo quyệt như bạch thù nghĩa cũng không thể giành được chút lợi ích nào. Hắn nhìn lục đồng, cân nhắc lời nói, cô và ta quen nhau cũng được mấy tháng, cũng coi như là đồng cam cộng khổ nhiều ngày rồi chúng ta không phải là bạn. Hay sao? Từ hay sao? Cuối cùng hắn nói cũng không đủ tự tin. Lục đồng cười không nói gì. Hắn vẫn không chịu bỏ cuộc, nếu cửa hàng của chúng ta không được bán thuốc thì sẽ không chống đỡ được lâu. Y quán mà đóng cửa thì đại phu chủ trị như cô sẽ phải lưu lạc ngoài đường. Dù có tìm được việc làm khác thì đâu dễ gì tìm được một ông chủ sáng suốt và tâm lý như ta. Nói đi, cô muốn điều gì? Lục đồng đáp, ta cần tiền. Đỗ trường khanh nhảy dựng lên, hét lớn, không phải mấy ngày trước ta vừa cho cô một trăm lượng sao? Lục đồng, tiêu hết rồi. Đỗ trường khanh lập tức quay đầu nhìn ngân tranh, nàng ngoảnh mặt đi như không có chuyện gì xảy ra, không nhìn hắn. Người ngay không nói lời mờ ám, đỗ chủ tiệm, huynh không muốn là một thiếu gia vô tích sự bị người khác dẫm đạp, còn ta cần chỗ đứng ở thịnh kinh thì cần nhiều tiền hiện tại chúng ta đều đang gặp khó khăn, theo lý thì nên hợp tác. Từ giờ trở đi, ta sẽ tiếp tục hành nghề y trong y quán. Lợi nhuận từ việc điều chế và bán thuốc đã được cấp phép sẽ chia đôi. Đỗ Trường Khanh, chia làm đôi. Nói thật, yêu cầu này cũng không phải là quá đáng, dù sao phương thuốc mới là do lục đồng điều chế ra, nhưng đối với đỗ thiếu gia hiện tại đang chật vật thì có chút đau lòng. A Thành lặng lẽ kéo góc áo của đỗ trường khanh, Miệng sưng tấy nhỏ giọng nhắc nhở, ông chủ, chỉ lấy có một nửa là lục đại phu đã rất tốt bụng rồi. Ta biết. Đỗ trường khanh tức giận trả lời, sau đó nhìn lục đồng, ngập ngừng nói, cô đưa ra đề nghị như vậy cũng sảng khoái. Nếu ta đồng ý, cô sẽ làm thế nào để vượt qua được thời điểm khó khăn này? Cô không quen ai ở thịnh Kinh, làm thế nào khiến lụ khốn nạn thục dược sở nhượng bộ? Đừng chỉ biết khoác lác. Lục đồng đứng lên nói, đơn giản. Đỗ trường khanh nghi hoặc nhìn nàng. Lục đồng đứng dậy đi ra ngoài cửa hàng. Bên ngoài nhân tâm y quán, cỗ xe ngựa có màn che của đồng gia vẫn đang đỗ trên phố Tây, mọi người đều đang nhìn về phía này. Suy cho cùng, kể từ khi đỗ lão gia qua đời, ngoại trừ hồ viên ngoại, đã lâu lắm rồi mới có một cỗ xe sang trọng như vậy đến khám bệnh. Mà mà của đồng gia còn đang chờ ở bên ngoài, Nhìn thấy Lục Đồng đi ra, vội vàng bước tới chào hỏi, cười nói: "Lục đại phu." Lục Đồng cười xin lỗi bà, bệnh nặng của Đồng thiếu gia vẫn chưa khỏi, vốn muốn lấy một ít thuốc để thiếu gia điều dưỡng. Phu nhân lệnh cho mama đến y quán trước để lấy thuốc, nhưng bây giờ e là mama phí công vô ích mất rồi. Mama giật mình hỏi: "Cô nói vậy là có ý gì?" Lục đồng nghiêng người để mama có thể nhìn rõ tình cảnh bừa bộn trong cửa hàng. Nàng thở dài với vẻ mặt xấu hổ. Mấy ngày trước, y quán có điều chế ra một loại thuốc mới trị ngạt mũi. Hiệu quả rất tốt, không biết tại sao lại kinh động đến tục dược sở. Thế là cả ông chủ và gia nô giúp việc đều bị thương, tạm thời không được bán thuốc nữa. Nàng xin lỗi mama, nhờ mama quay về giải thích lại với phu nhân. Lão Thái nghe vậy bất lực, nhìn thấy đỗ trường khanh mũi bầm tím mặt sưng tấy trong lòng suy nghĩ một chút chỉ cười nói với lục đồng lục đại phu nói gì vậy chứ đây không phải lỗi của cô lục đại phu không cần quá buồn lòng đợi lão nô về sẽ nói lại với phu nhân không phải chuyện gì lớn đâu bà nói với lục đồng vài câu rồi lên xe ngựa của đồng ra rời đi đỗ trường khanh nhìn bóng dáng xe ngựa nghi hoặc nói đây là người nhà nào vậy khẩu khí nghe cũng thật lớn thái phủ tự khanh đồng ra nghe vậy đỗ trường khanh trợn tròn mắt đồng ra chính là đồng ra mà có con trai bị mắc bệnh lao phổi sao sao cô lại có quan hệ với nhà họ đỗ trường khanh thực sự là một công tử ăn chơi ở thịnh kinh bí mật và chuyện riêng tư trong nhà ai hắn cũng biết lục đồng nhìn về phía cuối phố tây nếu ta nhớ không lầm thuộc dược sở nằm dưới sự quản lý của thái phủ tự trong lòng đỗ trường khanh rung động, cô là muốn. Cậy thế bắt nạt người khác, việc này ai mà không biết chứ? Lục đồng nhẹ giọng nói, muốn chiến thì chiến lớn một chút. Thục dược sở nằm ở tầng dưới lầu góc phía nam của khu ngoại ô của thịnh kinh, là cơ quan quản lý điều chế thuốc do quan phủ điều hành. Tất cả các loại thuốc được cấp phép được bán trong các hiệu thuốc và y quán ở thịnh kinh đều phải vượt qua kiểm nghiệm của sở thục dược. Lầu tứ quan giám định dược liệu lúc này tâm tình rất tốt, dựa vào ghế ngâm nga một giai điệu. Hắn không phải là y quan soạn đơn thuốc ở dược sở, cũng không phải là thanh tra viên ngày nào tuét mắt tìm ra sai sót. Vị trí quan giám định dược liệu thực sự là một công việc béo bờ. Tất cả đơn thuốc do các hiệu thuốc lớn cung cấp đều phải qua tay hắn, có được bán hay không đều dựa vào ý muốn của hắn. Quyền lực này không dễ thấy ở Cục Thái Y hay Viện Hàn Lâm Y Quán, nhưng trong tục dược sở này, đó là vị trí dễ kiếm tiền nhất. Hắn đang ngồi trên ghế suy nghĩ xem sau khi tan làm thì nên đến tiểu lầu nào để giải trí thì đột nhiên tiểu dược viên từ bên ngoài bước vào nói với hắn, đại nhân, kỳ y quan kỳ tuân của viện Hàn Lâm y quán đến. Lầu tứ sửng sốt, ngồi thẳng dậy, kỳ tuân. Hắn tới đây làm gì? Hắn vừa đứng dậy chỉnh lại quần áo thì nhìn thấy một bàn tay vén tấm rèm lên, một nam tử trẻ tuổi với nét mặt lịch lãm bước vào. Mùi thuốc trong tục dược sở thoang thoảng giống như mây trong thung lũng. Nam tử mặc áo lụa hồ màu xanh nhạt, mái tóc dài được búi bằng chiếc châm bằng ngọc xanh, thân hình cao gầy, giống như hạc trên bầu trời, khí chất cao quý thoát tục. Hắn bước vào, lâu tứ vội vàng chào hỏi, cười nói, kỳ y quan, sao ngài lại đến đây? Nam tử trẻ tuổi cao gầy này tên là Kỳ Tuân, là ngự y trẻ tuổi nhất trong viện Hàn Lâm y quán hiện tại. Kể ra thì kỳ tuân này cũng kỳ lạ, phụ thân hắn kỳ đại nhân là học sĩ quán văn điện, tổ phụ của hắn là Hàn Lâm học sĩ, huynh trường là học sĩ phu văn các, cả nhà đều là quan văn, duy nhất hắn từ nhỏ đã đam mê y thuật. Anh ấy đã bị ám ảnh bởi y học từ khi còn nhỏ. Hồi nhỏ không chịu thi khoa cử, giấu gia đình tham gia kỳ thi mùa xuân của Cục Thái Y trở thành ngự y trẻ tuổi nhất trong hàn lâm y quán viện kỳ tuân cực kỳ thông minh và có tính tình lạnh lùng điềm tĩnh kỳ học sĩ ban đầu không đồng ý với việc con trai nhỏ vào công làm y quan không ngờ y thuật của kỳ tuân cực kỳ xuất sắc trong thời gian ở hàn lâm y quán viện hắn đã nghiên cứu ra rất nhiều phương thuốc mới được ngự dược viện công nhận bệ hạ và hoàng hậu đều hết lời khen ngợi hắn cho dù không dựa vào danh tiếng của kỳ gia kỳ tuân hiện tại đã là một nhân vật nổi tiếng trong cung là một y quan thiên tài được mọi người khen ngợi một người cao quý như vậy lâu tứ chỉ là một viên quan giám định dược thì làm sao dám đắc tội cũng biết kỳ tuân này tính tình thanh cao lâu tứ lo lắng hỏi hôm nay kỳ y quan tới đây là kỳ tuân lệnh cho tiểu đồng bên cạnh tiến lên tiểu đồng đưa ra một cuốn sổ đỏ hắn nói Ngự y viện đã chọn lọc một loạt đơn thuốc gửi đến thục dược sở, có thể được sản xuất và bán ở thục dược sở. Lầu tứ vui vẻ nhận lấy, cười nói, chuyện nhỏ như thế này ngài cứ nói với hạ quan một tiếng, hạ quan sẽ tự tới lấy. Sao lại phiền kỳ y quan đích thân đưa đến? Không sao, thần sắc kỳ tuân bình đảm. Sau khi giao đơn thuốc xong, hắn tự hồ muốn quay người rời đi, Lâu tứ đang định khen thêm mấy câu nữa thì tiểu dược viên lại chạy vào với vẻ mặt kỳ quái nói. Lâu đại nhân, ngoài kia có người xin gặp. Là ai? Lâu tứ chừng mắt nhìn hắn, người không thấy kỳ y quan ở đây sao? Họ nói họ đến từ nhân tâm y quán. Thấy lâu tứ cau mày, có vẻ không nhớ ra, tiểu dược viên nói thêm. Chính là cửa hàng ở phố Tây mà sáng nay chúng ta đã đến để tịch thu phương thuốc trà thảo dược. Tịch thu đơn thuốc, lâu tứ nghĩ nghĩ thì ra là nhà đó kỳ tuân dừng lại nhìn lâu tứ tại sao lại tịch thua phương thuốc lâu tứ cười nói kỳ y quan có điều chưa biết nhân tâm y quán vốn là một y quán đàng hoàng ai ngờ rằng sau khi lão trưởng quầy qua đời ông ta đã giao y quán cho đứa con trai kém cỏi hắn chính là một gã ăn chơi suốt ngày lang thang khắp phố chỉ ăn uống vui chơi không biết gì về dược lý Mấy hôm trước đột nhiên lại nghiên cứu ra một loại trà thảo dược và bán ở Kinh Thành. Hạ quan thân là quan giám định dược liệu của tục dược sở. Sao có thể để bọn họ chơi đùa với tính mạng của bách tính như vậy? Tất nhiên là phải ngăn chặn. Kỳ Tuân hỏi, phương thuốc có vấn đề gì không? Lầu tứ nghẹn ngào một lúc mới trả lời, đương nhiên rồi. Hạ quan đã gửi trà thuốc của họ về để phân tích. Thuốc có đặc tính hỗn tạp, nguyên liệu sử dụng không đồng nhất, thực sự không thích hợp cho người bệnh uống vào. Kỳ tuân gật đầu, lầu tứ thầm thở phào nhẹ nhõm, chính trực nói với tiểu dược viên, bổn quan đã xác định phương thuốc có vấn đề, nên đã xử lý công bằng, yêu cầu bọn họ quay về đi, không cần đến cầu xin gì nữa. Nhưng, nhưng, tiểu dược viên có chút xấu hổ. Nhưng cái gì? Nhưng cô nương đó còn đi cùng với người nhà đồng gia của Thái Phủ Tự Khanh. Đồng gia? lâu tứ nghẹn họng sở thục dược nằm dưới sự giám sát của thái phủ tự khanh nhân tâm y quán có quan hệ với đồng gia từ khi nào lâu tứ lén nhìn kỳ tuân đang im lặng trong lòng cảm thấy khó hiểu kỳ tuân là ngự y của hàn lâm y quán viện rất được hoàng đế yêu ái tính cách thanh cao thoát tục chưa bao giờ nghe nói rằng hắn là người dễ nịnh nọt so sánh mà nói thuộc dược sở thường xuyên phải đối phó thái phủ tự khanh nhìn lên hay nhìn xuống đều sẽ gặp, sau này còn phải làm việc chung nhiều, cũng không thể đắc tội. Chỉ là Kỳ Tuân ở đây. Lầu Tứ nhìn Kỳ Tuân, giả vờ mắng tiểu dược viên, Kỳ Y Quan hiện đang ở đây, có việc gì thì xin đợi sau đi. Hắn vốn dĩ là muốn ám chỉ Kỳ Tuân nên rời đi rồi, nhưng không ngờ rằng người này sau khi nghe vậy liền nhìn hắn và bình tĩnh nói, không sao, ta sẽ ở phía sau bình phong. Lâu đại nhân cứ tự nhiên nói chuyện cùng bọn họ. Nói xong, hắn trực tiếp đi đến phía sau tấm bình phong của dược sở, ẩn mình bên trong. Lâu tứ sửng sốt một chút, sau đó tức đến nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là đang dò xét hắn. Nhưng hắn sợ chậm trễ quá lâu, đồng ra sẽ khó chịu. Hắn cũng nghĩ đồng gia tuy là người bảo lãnh nhưng đại phu của nhân tâm y quán cũng không dám quá kiêu ngạo nên nói với tiểu dược viên, đã như vậy thì để bọn họ vào đi. Tiểu dược viên vội vàng đi ra, không lâu sau hắn dẫn theo mấy người đi vào. Lâu Tứ biết cả hai người đó, một người là tâm can bảo bối của Đỗ lão gia, đại thiếu gia Đỗ Trường Khanh, nổi tiếng là một kẻ vô dụng. Nam nhân còn lại cao giáo, ăn mặc như thị vệ, hắn là thị vệ thịnh quyền của đồng phu nhân. Đứng giữa hai người họ lại là một cô nương trẻ tuổi với khuôn mặt xa lạ. Cô nương này trông rất xinh đẹp, mặc váy trắng, mùi hương trong trẻo và đắng chát như mùi thuốc trong thục dược sở. Nàng ta đứng đây tựa như tiên nữ trong tranh. Lầu Tứ mơ hồ nghe nói đại phu của Nhân Tâm Y quán là nữ, không khỏi thắc mắc, đây chẳng lẽ là vị nữ đại phu đó sao? Nhưng nàng ấy trông trẻ quá và xinh đẹp bất ngờ. Hắn chưa kịp nói gì thì nữ tử đã lên tiếng trước. Nàng nói: ta là đại phu chủ trị của nhân tâm y quán, phương thuốc, xuân thủy sinh, là do ta làm ra. Dám hỏi lâu đại phu, tại sao đột nhiên lại cấm nhân tâm y quán bán trà thuốc? Lâu tứ bình tĩnh lại, hắn muốn nói mấy lời an ủi nể mặt đồng ra, lại đột nhiên nhớ tới phía sau bình phong còn có kỳ tuân, tất nhiên không thể tự mình gánh hết toàn bộ trách nhiệm, liền ho khan một tiếng, nghiêm túc nói tất nhiên là vì trả thuốc của nhân tâm y quán không đúng với dược lý. Nói dối, Đỗ Trường Khanh nhịn không được liền mắng, các ngươi lúc trước rõ ràng đã thông qua đơn thuốc, sao đột nhiên lại nói không được. Rõ ràng là ngươi cấu kết với kẻ khác, cố ý làm khó chúng ta. Lầu tứ cười khẩy, Đỗ Thiếu Gia, ngài không thể nói như vậy. Xác định đơn thuốc cần có thời gian, bổn quan chỉ là có sao nói vậy thôi. Lục đồng nghe vậy gật đầu, bình tĩnh nói, lâu đại nhân nói xuân thủy sinh không đúng dược lý, dám hỏi lâu đại nhân, chỗ nào là không đúng dược lý? Thành phần dược liệu nào trong đó không đúng dược lý? Là dược tính xung đột, hay là thuốc quá mạnh? Hay là dược liệu có độc tính, ghi chép ở điều nào trong y kinh dược lý? Dân nữ ngu dốt, nàng chậm rãi nói, xin đại nhân chỉ giáo. chương 52, cậy thế ép người. Ở viện phía sau thuộc dược sở, thuốc mới đang được sắc trong nồi phát ra tiếng ủng ục, bọt thuốc trắng như tuyết nổi trên mặt nước. Lầu tứ nhìn nữ tử trước mặt, sắc mặt dần trở nên khó coi. Trước đây hắn đã từng mơ hồ nghe nói đến Xuân Thủy Sinh, nổi tiếng của nhân tâm y quán, nhưng không để tâm. Thuộc dược sở đã thấy qua biết bao nhiêu phương thuốc của ngự y viện rồi, một phương thuốc từ một y quán nhỏ nhoi không đáng để hắn để mắt tới. Sở dĩ bọn họ dẫn người đến đập phá cửa hàng của Đỗ Trường Khanh là vì 500 lạng bạc mà Bạch Thủ Nghĩa gửi đến. Bạch Thủ Nghĩa đích thân tới cửa đưa cho Lâu Tứ 500 lạng bạc, hy vọng Lâu Tứ sẽ gây khó dễ cho Nhân Tâm Y Quán. Lâu Tứ biết Bạch Thủ Nghĩa đã muốn thâu tóm y quán của Đỗ gia từ lâu, tuy nhiên, Đỗ Trường Khanh ngày thường cả lơ phất phơ như thế, nhưng đối với chuyện này lại đặc biệt khó chịu, làm thế nào cũng không chịu đồng ý. Mấy ngày trước chỉ vì chuyện trà thuốc mà hai nhà trở nên xích mích với nhau. Đã nhận tiền của người ta thì phải giúp người ta giải trừ tai họa, Lâu Tứ thân là quan giám định dược liệu, chỉ cần quan ấn vẫn còn trên tay thì Nhân Tâm Y Quán sẽ không thể bán thuốc hợp pháp được nữa. Chỉ là chuyện nhỏ nhấc món tay là xong, không đáng nhắc đến. Phải nói tới trước đây, khi Đỗ lão gia còn sống, Lâu Tứ và Đỗ gia còn có chút giao tình, tuy nhiên Bây giờ Đỗ gia đã suy sụp, kẻ ngốc cũng biết giữa 500 lạng bạc và mặt mũi của Đỗ đại thiếu gia thì nên chọn bên nào. Hắn nhận tiền của Bạch Thủ Nghĩa, vốn dĩ là đến để gây khó dễ, làm sao có thể nghiêm túc kiểm nghiệm phương thuốc của trà thảo dược. Những câu hỏi của Lục Đồng trước mặt, hắn một câu cũng không trả lời được. Ánh mắt lâu tứ chớp chớp vài lần, bổn quan mỗi này đều kiểm tra hàng chục đơn thuốc. Làm sao có thể nhớ rõ đơn thuốc của từng loại được? Đừng có nói năng vô lý như vậy." Đỗ Trường Khanh tức giận cười nói, "Ông tự nghe xem lời vừa nói ra có phải ra mồm át lý không?" Lục Đồng nói, "Ta hiểu rồi, ta còn tưởng rằng một cơ quan của quan phủ như tục dược sở sẽ ghi lại quá trình xác minh của mỗi loại thuốc được gửi đến kiểm nghiệm. Suy cho cùng, việc xác nhận phương thuốc đối với các y quán là một vấn đề lớn, nếu như một phương thuốc không thông qua được kiểm nghiệm thì y quán không có quyền tiếp tục bán các phương thuốc, có phải không, Lâu đại nhân." Lâu Tứ toát mồ hôi lạnh. Lời nói của nữ tử này vừa sắc bén vừa ác ý, vô cùng đáng sợ. Quá trình xác minh phương thuốc phải được ghi chép chi tiết vào sổ, điều này hắn không thể phủ nhận. Hơn nữa, chỉ vì một phương thuốc không vượt qua kiểm nghiệm, không hề có nghĩa là y quán không có quyền bán các loại thuốc khác đã qua kiểm duyệt. Hắn lén liếc nhìn Bình Phong, người khác có thể không rõ, nhưng kỳ tuân của Viện Hàn Lâm y quán không thể không rõ việc này. Lầu Tứ Hoàng Hốt nói, đúng vậy. Tất nhiên là có ghi chép đầy đủ, nhưng sổ ghi chép của tục dược sở, các ngươi là người ngoài sao có thể tùy ý xem được. Lục đồng gật đầu, nếu đã như vậy, là do chúng ta vượt quá bổn phận rồi. Nàng quay người nói với thịnh quyền, thị vệ của đồng gia, thịnh đại ca đã nghe rõ rồi đó hiện tại y quán không có quyền bán bất cứ thứ phương thuốc nào nữa. Bệnh của đồng thiếu gia, xin thứ lỗi cho chúng ta không thể làm gì được. Lầu tứ nghe vậy trong lòng thắt lại, chỉ hỏi, chờ một chút, chuyện này thì liên quan gì đến đồng thiếu gia? Lục đồng nhìn hắn, ánh mắt tựa như đang diễu cợt, nói, ta phụng lệnh của đồng phu nhân nghiên cứu phương thuốc chữa trị cho đồng thiếu gia không ngờ rằng chỉ vì có một phương thuốc không vượt qua kiểm nghiệm mà nay y quán không còn tư cách bán các loại thuốc khác nữa. Như vậy thì cũng không thế chữa bệnh cho đồng thiếu gia rồi, về sau đồng thiếu gia bị bệnh tất dày vò, làm cho đồng lão gia và đồng phu nhân đau lòng, thì chỉ có thể trách ta học nghệ không tới nơi tới chốn, không thế vượt qua kiểm nghiệm phương thuốc của thục dược sở. Nghiên cứu phương thuốc cho đồng thiếu gia ư? Lầu tứ không tin, nói vớ vẩn cho dù đồng thiếu gia không khỏe, đồng phu nhân không mời thái y trong cung đến chữa trị thì thôi, sao có thể mời một nữ y của một y quán nhỏ như ngươi? Lục đồng không nói gì, chỉ nhìn thịnh quyền. Thịnh quyền tính tình vốn nóng này, nãy giờ nghe lục đồng và lâu tứ đôi co với nhau, hắn đã mất hết kiên nhẫn rồi, nghe lời nói mơ hồ lan man của lâu tứ lại càng bực mình, hắn ngừ lạnh một tiếng, phu nhân làm gì đâu đến lượt ông chỉ chỉ cho cho. Hiện tại thiếu gia đang mắc bệnh hiểm nghèo, cần thuốc của lục đại phu, nếu như làm chậm trễ việc chữa bệnh của thiếu gia, thuộc dược sở các người có gánh nổi không? Hạ nhân của Thái Phủ Tự Khanh ai nấy cũng hông hách, thuộc dược sở lại nằm dưới quyền quản lý của Thái Phủ Tự Khanh, thịnh quyền căn bản không coi lâu tứ ra gì. Hắn quát một tiếng cũng đủ khiến lâu tứ sợ mất mật. Lâu tứ trong mắt có chút do dự nhìn lục đồng. Thái phủ Tự Khanh phu nhân yêu thương con trai như mạng sống, hết lòng quan tâm và yêu thương Đồng thiếu gia. Theo lẽ phải, nếu Đồng thiếu gia bị bệnh, bà nhất định sẽ nhờ người đến xin ngự y chữa trị thì mới có thể cảm thấy an tâm. Làm sao có thể tin tưởng một nữ đại phu ít được biết đến, tuy nhiên, thịnh quyền là hộ vệ đắc lực cho Đồng phu nhân, hắn sẽ không nói dối. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đỗ Trường Khanh ở đầu bên kia nhìn thấy sắc mặt Lâu Tứ thay đổi, cười lạnh một tiếng, Lâu Đại Nhân, hay ông thử cân xem quan mão của mình nặng mấy lạng, có thể chống đỡ được nộ hòa của Thái Phủ Tự Khanh hay không? Lỡ như đồng thiếu gia có mệnh hệ gì, xem ông có giữ được chức quan này hay không? Chiều cáo mượn oai hùng này của hắn cũng thật thành thục, thịnh quyền không hài lòng nhìn hắn một cái, Lâu Tứ vội vàng nói, đã như vậy, Việc chữa trị cho Đồng thiếu gia phải được ưu tiên, Lục đại phu. Hắn quay sang Lục Đồng, việc giấy phép kinh doanh thuốc, để cho các người thêm vài ngày vậy. Chỉ sợ là không được. Lục Đồng lắc đầu, bệnh của Đồng thiếu gia cần phải cẩn thận điều trị, một hai ngày không thể khỏi, ít nhất phải duy trì dùng thuốc trong 3 đến 5 năm. Thịnh Quyền nheo mắt thúc giục, vậy thì không được có thời gian hạn chế. Lâu tứ thẩm oán hận nữ y sĩ này rõ ràng đang lợi dụng ảnh hưởng của đồng gia để gây áp lực cho mình. Nhưng người đứng dưới hiên nhà thì không thể không cúi đầu, chỉ có thể cố nạn ra một chữ được. Lục đồng gật đầu với hắn, à đúng rồi, hôm nay chỉ vì bệnh tình của đồng thiếu gia nên lâu đại nhân mới làm trái quan quy, nới lỏng quyền hạn bán thuốc hợp pháp của y quán. Người ngoài bàn tán thì khó tránh được nhân tâm y quán mang tiếng cậy thế bắt ép người khác để xóa tan tin đồn không đúng sự thật này, vẫn mong lâu đại nhân chỉ ra những điểm không chính xác trong đơn thuốc Xuân Thủy Sinh trước đó, để lục đồng có thể sửa lại phương thuốc. Như thế thì Xuân Thủy Sinh vượt qua kiểm nghiệm, y quán có thể tiếp tục bán thuốc đã được cấp phép, sẽ không chỉ hoãn việc điều trị cho đồng thiếu gia. Không ngờ bọn họ không muốn chịu thiệt chuyện Xuân Thủy Sinh, lâu tứ cảm thấy chán nản, thịnh quyền lại đang đứng một bên nên chỉ có thể gượng cười nói đương nhiên. Lục Đồng nói với Thịnh Tuyền, đợi có được quan ấn của thuộc dược sở là có thể giao thuốc đến phù. Lại mỉm cười với Lâu Tứ nói, hôm nay đã làm phiền Lâu Đại Nhân cũng lâu rồi, chúng ta không tiếp tục cản trở công vụ nữa, xin cáo từ. Nàng và Đỗ Trường Khanh rời đi, chỉ còn lại Lâu Tứ đứng đó đau khổ nhìn bóng lưng hai người không nói nên lời. Kỳ Tuân từ phía sau bình phong bước ra. Lâu Tứ tỉnh táo lại, vội vàng đến gần nói, kỳ y quan. Trong lòng có chút e ngại. Kỳ tuân khẽ cau mày, giọng điệu không đồng ý nói, một y quán vì có thái phủ tự khanh chống lưng liền có thể lớn lối như vậy sao? Lầu tứ thở phào nhẹ nhõm, kỳ tuân không biết bạch thủ nghĩa hối lộ mình trước. Hắn chỉ thấy lục đồng và đỗ trường khanh y vào quyền thế của đồng gia, cho nên mới có thành kiến này. Hắn nói, không phải sao? hạ quan chỉ là một quan chức nhỏ nhoi không dám đắc tội hắn muốn thanh minh nhưng kỳ tuân nghe được hắn nói như vậy liền liếc nhìn hắn lạnh lùng nói quan bậc nào thì làm việc của bậc đó chứ cứ sợ ảnh hưởng tới sự thuận tiện của cấp trên như thế ta sợ rằng tục dược sở sẽ không tồn tại được lâu nói xong hắn liền bỏ đi lâu tứ ngơ ngác đứng hồi lâu cho đến khi tiểu dược viên tới gọi hắn mới tỉnh táo lại mới vung tay áo chửi rủa lần này thật sự thành chu bắt giới soi gương rồi trong ngoài đều không phải người sau khi lục đồng và đỗ trường khanh trở về nhân tâm y quán ngân tranh đã dọn dẹp cửa hàng từ trong ra ngoài thịnh quyền lúc ở tục dược sở đã chào hỏi qua rồi trở về phủ phụng lệnh rồi lục đồng bảo đỗ trường khanh đưa a thành về nhà nghỉ ngơi thật tốt sau một ngày bận rộn trời cũng đã khuya cửa nhân tâm y quán đóng lại lục đồng đi vào sân trong cầm dược liệu đã phân loại vào phòng bếp bệnh phổi của đồng lân cần được điều trị từ từ mới có thể khỏe lại. Việc xây dựng mối quan hệ với đồng gia rất có lợi cho nhân tâm y quán hiện tại. Ít nhất thuộc dược sở cũng phải dè chừng họ một chút. Ngân tranh từ bên ngoài bước vào nói với lục đồng, cô nương, số tiền lúc trước gửi tàu ra, cộng với chi phí ăn ở tái chùa Vạn Ân, tính ra chúng ta vẫn còn lại 45 lạng bạc. Lục đồng gật đầu, ngân tranh thở dài, trước đây không cảm thấy gì, nhưng từ khi đến kinh thành mới cảm thấy đúng là tiêu tiền như nước. Lục Đồng nói, việc thu thập thông tin đã tốn rất nhiều tiền rồi, nữa là sau này muốn tạo quan hệ với Tào gia thì cần phải tiêu nhiều hơn nữa. Cũng may là cô nương thông minh, Ngân Tranh mỉm cười nói, làm ăn với chủ tiệm đỗ, từ giờ trở đi, một nửa số tiền bán thuốc sẽ là của chúng ta, thu nhập hàng tháng ngày càng nhiều lên, chúng ta sẽ không còn quá thiếu tiền nữa. Ngân Tranh nói chuyện với Lục Đồng một lúc nữa rồi mới đi ngủ ở phòng bên cạnh. Lục Đồng đổ đầy một chậu nước nóng rồi trở vào nhà ngồi xuống bàn, sắn tay áo lên thấy một vệt máu dài bằng ngón tay lan ra từ đầu cổ tay phải. Đó là vết xước do kế thừa hưng để lại trong lúc đang vùng vẫy trong pháp điện chùa Vạn Ân. Nàng thờ ơ ngâm chiếc khăn tay vào nước, lau sạch vết thương, lấy một chiếc lọ nhỏ trong ngăn kéo ra, rắc một ít bột thuốc lên vết xước, động tác chậm lại đôi mắt chìm trong suy tư. Ban ngày hôm nay, trước viện vô hoài của chùa Vạn Ân, Bùi chỉ huy trầm tư nhìn nàng nói, vết thương trên tay lục đại phu là từ đâu ra? Chỉ một câu nói, dường như hắn đã nghi ngờ nàng. Dù chỉ có duyên gặp vị bùi điện xoáy này hai lần, hắn thậm chí còn giúp mình giải vây, nhưng lục đồng luôn cảm thấy người này không thân thiện như bề ngoài. Hơn nữa, lần gặp mặt đầu tiên dưới bảo tường lâu, hắn nói chuyện với quân mã ti không hề cố kỵ lời nói đầy tính áp bức lại thấy vẻ mặt sợ hãi của đồng phu nhân sau khi biết được thân phận của hắn lúc sáng nay người này chắc chắn không phải là người tốt lành gì bị bùi vân ánh nhắm đến không phải là điều tốt nhưng cho dù hắn nghi ngờ mình nếu không tìm được chứng cớ gì hắn cũng chỉ có thể từ bỏ lục đồng tỉnh táo lại cất lọ thuốc đi băng bó vết thương đóng cửa sổ rồi đứng dậy Trước mắt, kế thừa Hưng đã chết, có rất nhiều nghi ngờ về cái chết này, nhưng một khi hắn ta bị kết tội tôn thờ tượng thần của tiền triều thì không những không có ai can thiệp vào vụ án mà cả kế gia cũng sẽ phải chịu thiệt hại. Để bảo vệ bản thân và gia đình, Vãn Phúc sẽ làm chứng cho tội lỗi của kế thừa Hưng. Suy cho cùng, khi kế thừa Hưng chết, kế gia cũng sụp đổ, sẽ không có ai quan tâm đến những chuyện tầm thường của những người hầu như họ và hai nghìn lượng tiền thuê nhà mà vạn toàn chiếm đoạt sẽ không bao giờ bị ai biết đến về phần những người khác đôi mắt đen của lục đồng phản chiếu ánh lửa của những ngọn nến lập lề lay động kế ra tư vọng có lẽ sẽ thể đặt hy vọng cuối cùng vào tể thái sư phụ nhưng thái sư phụ có giúp đỡ hay không lại là chuyện khác sáng sớm hôm sau người của tục dược sở đã gửi văn bản chính thức cho phép nhân tâm y quán tiếp tục bán dược phẩm Tuy nhiên, công thức cải tiến của Xuân Thủy Sinh đã không được gửi cùng. Đỗ Trường Khanh đứng trong y quán lớn tiếng mắng, cái tên họ lâu đó có ý gì? Giữ khư khư Xuân Thủy Sinh không cho chúng ta bán. Là sao, lời của Thái Phủ Tự Khanh cũng không nghe à? Ngân tranh đi ngang qua, không khỏi nghiêng đầu nhìn, đỗ chủ quán, huynh nói cứ như là huynh mới là người của Thái Phủ Tự Khanh vậy. Đỗ Trường Khanh nghẹn ngào nói, tiểu nha đầu, cô biết cái gì? a thành nói, thôi ông chủ ơi, kiên nhẫn chờ thêm mấy ngày nữa thôi. a thành hôm qua về nghỉ ngơi cả đêm, bôi một ít thuốc lên mặt, tinh thần đã tốt hơn nhiều. lục đồng đang đứng trước tủ thuốc mài thuốc bổ cho đồng lân, nghe thấy thợ may cách ở đối diện và thợ rèn như bán đồ sắt bên cạnh đang trò chuyện, nói rằng hôm qua ở đại lễ thanh liên trên chùa vạn ân, có người lén cung tế các vị thần của tiền triều kết quả là thần Phật hiền linh, người đó đang yên đang lành thì lao đầu xuống ao phóng sinh mà chết. Ngân tranh trợn mắt, lập tức cầm chổi vừa quét bụi trước cửa, vừa hỏi thợ may cách, lừa người à. Cách đại thúc, hôm trước chúng ta cũng lên chùa vạt N, chỉ nghe nói là có chuyện xảy ra, sao không nghe thấy tà môn như vậy nhỉ? Thợ may cách vỗ đùi, ngân tranh cô nương, làm sao ta có thể lừa dối cô? Mẹ già của ta lên núi thắp hương, ở lại ngay gần pháp điện xảy ra chuyện không phải đều chứng kiến vô cùng rõ ràng sao có cả đám quan binh vào trong làm việc mà họ đều nói rằng người chết trông giống như quỷ rất có thể là do nhìn thấy bồ tát hiền linh rồi hắn kể lại vô cùng sống động đến nỗi ngay cả a thành và đỗ trường khanh cũng bị thu hút những người bán hàng lân cận cũng đến gần để nghe lục đồng cúi đầu phân loại dược liệu trong mắt thoáng qua một tia kỳ dị tin đồn lúc nào cũng càng đồn càng khoa trương. Đương nhiên, cũng ngày càng rời xa sự thật. Có vẻ như lời khai của Vạn Phúc đã được hầu hết mọi người khẳng định, ngay cả những người không chắc chắn cũng không muốn liên quan gì đến tiền chiều. Thợ may cách vẫn đang nói, kế gia vốn là một thương hộ kinh doanh đồ sứ, giờ thì tiêu rồi. Những người làm ăn với gia đình họ cũng thấy xui xẻo, khăng khăng không muốn làm ăn buôn bán cùng họ nữa. Ta thấy, nhà này xong đời rồi Lưu đại thầm bên tiệm mất hoa quả nói phu nhân mới cưới của nhà họ không phải xuất thân nhà quan sao cửa tiệm chúng ta còn từng giao mất quả đến cho kế lão phu nhân dù thế nào đi chăng nữa cũng không đến mức xong đời đâu thầm thì biết cái gì thợ may cách khịt mũi người ta còn trẻ đẹp phụ thân thì làm quan nay chồng xảy ra chuyện xóa bỏ hết quan hệ còn chẳng kịp Nghe nói kế đại phu nhân hôm qua đã về nhà mẹ đẻ rồi, phu thê vốn là chim liền cành, khi tai họa đến thì tự ai nấy bay thôi. Chuyện này ta cũng có nghe nói. Tống Tẩu tử ở tiệm giày lụa chen vào, kế gia hiện đang mang đồ dùng trong nhà đến tiệm cầm đồ để đổi lấy tiền đền bù cho các đơn hàng. Cũng chẳng trách, kế gia chỉ có một đứa con trai duy nhất là kế đại gia, cũng chưa sinh được đứa con nào. Kế đại gia ngã xuống rồi, kế lão phu nhân có thể trụ được bao lâu lục đồng nghe vậy động tác trên tay liền dừng lại ngân tranh ở đầu bên kia đã tiện miệng hỏi thật sao tống tẩu có biết bọn họ tới tiệm cầm đồ nào không có lẽ nếu chúng ta đi mua sắm có thể mua được chút đồ hời tìm được thứ gì đó tốt tống tẩu tử nghe vậy bật cười ngân tranh cô nương đồ tốt thì có đấy nhưng làm sao có thể mua rẻ được Kế ra dù có xa sút nhưng đồ dùng của họ vẫn là đồ đắt tiền. Ta nghe nói những thứ đó đã được đưa đến tiệm cầm đồ của Lục Nguyên trên phố Thanh Hà ở Thành Nam. Ngân tranh cô nương muốn xem thì có thể đi xem cho vui. Ngân tranh cười nói, vậy khi nào rảnh, ta nhất định sẽ đi xem một chút. Nói chuyện thêm một hồi, mặt trời càng lên cao, khách hàng ở phố Tây ngày càng nhiều, các người bán hàng cũng tản đi, về tiệm của mình sau khi có được quan ấn phê duyệt chính thức của tục dược sở lục đồng bắt đầu làm thuốc cho đồng lân vì phương thuốc của xuân thủy sinh vẫn chưa được duyệt nên trong ngày không có nhiều khách như trước đã gần giữa trưa lục đồng nói với đỗ trường khanh thuốc cho đồng thiếu gia còn thiếu một số loại thảo dược mà y quán không có ta sẽ đi mua ở nơi khác đỗ trường khanh nói cứ việc kêu a thành mua là được mà vết thương của a thành còn chưa lành đừng đi lại nhiều Ngân tranh nhét khăn lau bàn vào tay Đỗ Trường Khanh, sẽ không mất nhiều thời gian đâu, chủ tiệm Đỗ có thể yên tâm. Nói xong liền đầy lục đồng ra cửa. Tiệm cầm đồ của Lục Nguyên nằm trên phố Thanh Hà ở Thành Nam, cùng con phố với sòng bạc khoái hoạt lâu của Tào Gia. Hôm trước, trước khi lên núi Vọng Xuân, Lục Đồng đã cho người thông báo với Tào Gia rằng đợi vạn phúc xuống núi là có thể thả vạn toàn ra những nơi dễ nghe ngóng thông tin nhất ở Thịnh Kinh là Sòng Bạc và Hoa Lâu. Hai nơi này có rất nhiều người thuộc mọi tầng lớp nên việc nghe ngóng thông tin sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tảo Gia là một thương nhân chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền, sau này có thể sẽ có việc cần đến hắn nên phải dùng tiền để lôi kèo quan hệ, sau này sẽ có lúc dùng đến. Rốt cuộc, có tiền có thể bắt quỷ đẩy cối say. Trong khi suy nghĩ, hai người đi đến phố Thanh Hà và nhìn thoáng qua tiệm cầm đồ Lục Nguyên. Tiệm cầm đồ này rất lớn, có chiều rộng bằng ba cửa hàng bình thường trên phố, lại trồng lên mấy tầng lầu, hai chữ Lục Nguyên được khắc bằng vàng trên gỗ mun, vô cùng sang trọng. Nghe nói đây là tiệm cầm đồ lớn nhất ở Thịnh Kinh. Lục Đồng và Ngân Tranh vừa bước vào, ông chủ tiệm trông hiền lành đã tiến tới và hỏi, cô nương, cô muốn cầm đồ sao? Lục Đồng nói, ta muốn mua một thứ. Lão chủ quán giật mình, sau đó cười hỏi, cô nương, cô muốn mua vật cầm cố không chuộc lại à? Lục đồng gật đầu, lão chủ quán đã hiểu. Ở tiệm cầm đồ, hầu hết những người thiếu tiền đều đến cầm đồ để đổi lấy một ít tiền. Trong số đó, có những người khách không thể chuộc lại hoặc muốn đổi thêm nhiều tiền hơn thì món đồ đó sẽ thuộc quyền sở hữu của tiệm cầm đồ cũng có những người đã đến hạn nhưng không tới chuộc thì đồ vật đó cũng sẽ quy thành tài sản của tiệm cầm đồ. Tiệm cầm đồ sẽ phát ra bán những vật thế chấp này đi, đôi khi cũng bán được ra ngoài. Dù sao thì trong số những đồ cầm cố ở tiệm cầm đồ cũng sẽ có đồ tốt. Lão chủ tiệm hỏi Lục Đồng, cô nương muốn mua vật gì? Ta muốn mua một ít trang sức." Lục Đồng nói, "Có không?" "Có." Lão chủ tiệm mỉm cười nói thật trùng hợp hôm qua chúng ta vừa thu về một lô trang sức chất lượng đều không tệ cô nương nếu có hứng thú lão sẽ mang đến cho cô xem qua lục đồng gật đầu đa tạ không có gì cô nương xin cô đợi ở đây một lát lão chủ quán nói xong ra lệnh cho cậu bé bên cạnh lên lầu lấy hàng đồng thời rót trả cho lục đồng và ngân tranh lục đồng và ngân tranh đang ngồi trong đại sảnh ở tầng dưới chờ đợi Ngân tranh một tay cầm trà, thấp giọng hỏi lục đồng bên cạnh, cô nương, cô rốt cuộc là muốn chuộc cái gì thế? Lục đồng cụp mắt xuống. Không có gì, chỉ là một cái châm cài tóc thôi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 53, điện soái cho vay tiền. Thiếu niên giúp việc của tiệm cầm đồ lục nguyên đi vào phòng. Nhanh chóng lấy ra hai chiếc khay bằng đồng khổng lồ được lót nhung đỏ. Các loại trang sức đều được lau sạch sẽ, bày trên khay. Lão chủ tiệm cười nói, đây là đồ trang sức mới được giao đến, tiểu thư, cô cứ chọn tùy thích. Trong hai chiếc khay đồng, một chiếc chủ yếu chứa phỉ thúy, ngọc bích, mã não và những châm cài tóc tương đối đắt tiền khác, chiếc còn lại chứa một số vòng tay và nhẫn bằng bạc trơn cùng những chiếc vòng cổ thông thường, có vài vết nước. Lục đồng đặt tách trà xuống, nhìn hai chiếc khay đồng, ngón tay chậm rãi vuốt ve những cạnh trạm khác sau cái chết của kế thừa hưng công việc kinh doanh của kế gia gặp khó khăn kế lão phu nhân phải bán tài sản để trả nợ khi lục nhu kết hôn dù nhà nghèo nhưng với tinh khí của cha mẹ nàng sẽ không bao giờ bỏ lỡ của hồi môn của lục nhu sau khi lục nhu qua đời không biết của hồi môn kế gia đã dùng bao nhiêu nhưng nghĩ mà xem nếu còn sót lại kế lão phu nhân sẽ lấy nó ra đầu tiên để đổi lấy tiền về phần phu nhân mới của kế gia Tần Thị hiện tại đang muốn cắt đứt quan hệ với kế gia, có lẽ sẽ không giữ lại tài sản của tiên phu nhân. Lục Đồng chọn ra một chiếc châm cài tóc bằng che tinh xảo và một chiếc vòng tay bằng bạc khá sáng. Cuối cùng, nhìn qua chỗ châu báu điểm thúy trên tấm nhung đỏ, nàng nhặt lên một chiếc châm cài tóc hoa dâm bụt bằng vàng nạm đá quý. Chiếc châm cài tóc hình bông hoa dường như đã được sử dụng từ lâu. Thân chiếc châm đã được mài rũa mịn màng nhưng những viên đá quý nhỏ khảm trên đó vẫn còn sáng bóng. Lục đồng lấy ra ba thứ này, nhìn lão chủ quán, ta muốn những thứ này. Lão chủ quán bảo người giúp việc đem chiếc khay đồng đi, cười nói, tiểu thư thật tinh tường, ba món này đều là hàng mới, chiếc châm bằng tre năm lạng bạc, chiếc vòng tay 15 lượng, còn chiếc châm bằng đá quý này đắt hơn một chút, giá 100 lượng. Nhưng lão thấy tiểu thư là khách mới lần đầu đến đây bỏ phần lẻ đi tiểu thư chỉ cần trả một trăm lượng là được đắt như vậy sao ngân tranh không nhịn được bột miệng nói cũng đâu phải phỉ thúy san hô gì đâu lão sư phủ ông đừng thấy nữ nhân không hiểu biết nhiều mà bắt nạt đấy nhé lão chủ tiệm nghe vậy cũng không hề khó chịu chỉ cười kiên nhẫn nói cô nương có điều không biết rồi chất liệu của chiếc châm này tuy không tốt bằng phỉ thúy hay san hô nhưng chế tác lại tỉ mỉ và tinh tế vô cùng, giá 100 lượng tuyệt đối không đắt. Nếu cô nương cảm thấy giá cả không phù hợp, hay là xem món khác vậy? Lục đồng im lặng, nàng đến đây vì chiếc châm hoa dâm bột này, nhưng giá cả lại ngoài dự liệu, cho dù chỉ mua chiếc châm hoa dâm bột thôi thì vẫn thiếu một nửa tiền. Thực sự là có chút khó khăn rồi. Khi lục đồng và ngân tranh đang gặp rắc rối ở tiệm cầm đồ, có người từ ngộ tiên lầu bên cạnh đi xuống. Thanh niên mặc một bộ quan phục màu đỏ thẫm, thắt lưng hẹp, trên cổ tay thê hoa văn bằng chỉ bạc, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Hắn bước xuống lầu, cởi dây buộc ngựa, chuẩn bị xoay người lên ngựa. Người thanh niên phía sau đi theo, đột nhiên nói, hả? Đó không phải là lục đại phu sao? Bùi vân ánh dừng lại, nhìn lên. Trong tiệm cầm đồ cách đó không xa, có hai người trông quen quen đang đứng. Chiếc váy trắng và châm hoa của Lục Đồng thực sự rất bắt mắt, dáng người nàng thanh tú và yếu ớt, một cơn gió cũng có thể thổi bay, nàng đứng trong cửa hàng, thật khó để không nhận ra. Đoàn Tiểu Ngôn có chút hưng phấn, không nghĩ tới vừa mới tạm biệt trong chùa lại gặp lại ở đây. Thật trùng hợp. Bùi Vân ánh trầm ngâm nhìn nàng một lúc lâu mới nói, thật trùng hợp. Trong tiệm cầm đồ Lục Nguyên, ngân tranh vẫn đang tranh cãi với ông chủ nàng nói chủ tiệm chiếc châm này dù tay nghề tinh xảo đến đâu đi chăng nữa chất liệu cũng chỉ thế thôi nếu không phải cô nương nhà ta thích người khác sẽ không sẵn sàng chi một trăm lượng để mua nó đâu không bằng ông bớt cho chúng ta một chút sau này chúng ta còn đến đây mua đồ lão chủ tiệm vẻ mặt ôn hòa nhưng lời nói thì không nhượng bộ cô nương nói đùa rồi cũng không dám giấu cửa hàng của chúng tê nằm trên đường Thanh Hà, Thành Nam, giá thuê đã đắt hơn những nơi khác rồi. Chúng ta cũng chỉ làm ăn buôn bán nhỏ thôi. Nếu cô nương nói thiếu vài lượng thì không sao, nhưng nếu là 50 lượng, thực sự làm khó lão rồi. Nhưng, Ngân Tranh muốn nói thêm. Một bàn tay từ bên cạnh đưa tới, đặt một thỏi bạc lên bàn. Phía sau có người nói, không cần nói nữa, ta trả tiền cho nàng ấy. Lục Đồng ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt đen với ý cười. "Bùi đại nhân." Lục Đồng hơi cau mày. "Không ngờ lại gặp Bùi Vân Ánh ở đây." Hắn dường như vừa làm việc xong, vẫn chưa cởi bỏ công phục trên người, chiếc mũ quan che đi búi tóc, tư thái thêm một chút phong lưu. Công phục màu đỏ trên người hắn trông thật chói mắt. Hắn mỉm cười với Lục Đồng, "Lục đại phu, chúng ta lại gặp nhau rồi." Lão chủ tiệm cũng nhận ra Bùi Vân Ánh vội vàng nở nụ cười. Lần này nụ cười của lão chân thành hơn nhiều so với lúc hắn đối mặt với lục đồng, đồng thời cũng có chút sợ hãi. Nếu biết trước vị tiểu thư này là bạn của bùi đại nhân, thì lão đâu có thu tiền của tiểu thư. Ba món trang sức này tiểu thư cứ cầm lấy đi, coi như quà gặp mặt của lão. Ông ta đưa tay đẩy bạc ra xa thì một cánh tay giữ thỏi bạc xuống. Bùi vân ánh dựa vào bàn, thản nhiên nói, lão tiên sinh, cửa hàng này mở trên đường thanh hà của thành nam giá thuê đã đắt hơn những nơi khác rồi đã là buôn bán nhỏ thì sao có thể phung phí hắn nhắc lại chính xác những lời mà lão chủ quán vừa nói sắc mặt lão trở nên cứng ngắc bùi vân ánh gõ tay lên bàn làm phiền chủ tiệm gói lại cho nàng ấy lần này lão chủ tiệm không dám chậm trễ vội vàng ra lệnh cho thiếu niên giúp việc gói ba món trang sức đã chọn rồi đưa cho ngân tranh Lục Đồng và Ngân Tranh cất đồ xong bước ra khỏi tiệm cầm đồ, thì thấy Bùi Vân Ánh đang đợi bên ngoài. Bên cạnh còn có thiếu niên tên đoàn Tiểu Môn. Khi thấy Lục Đồng và Ngân Tranh bước ta, đoàn Tiểu Môn vội vã vẫy tay chào hỏi. Lục Đồng đáp lại lời chào, đi đến phía sau Bùi Vân Ánh nói, vừa rồi đa tạ Bùi Đại Nhân. Hắn quay lại, cúi đầu nhìn Lục Đồng, nói, mắt nhìn của Lục Đại Phu không ổn lắm nhỉ. Lục đồng nhìn hắn. Có vẻ cô bị lão già kia lừa rồi. Hắn liếc nhìn túi vải trong tay ngân tranh, chỉ mấy thứ này cũng dám thu một trăm lượng. Lão chủ hiệu cầm đồ lục nguyên nhìn bề ngoài có vẻ hiền lành, tốt bụng nhưng thực ra rất xảo quyệt. Lục đồng cũng hiểu, nếu không xảo quyệt thì không thể mở tiệm ở nơi phồn hoa như phố Thanh Hà, nhiều năm rồi vẫn đứng vững. Ngân tranh sừng sốt một chút, sau đó lấy hết can đảm nói, vì sao vừa rồi trong tiệm cầm đồ, Bùi đại nhân không nhắc nhở cô nương nhà ta?" Bùi Vân ánh khoanh tay nhìn Lục Đồng, đột nhiên mỉm cười, bởi vì nếu nói ra rồi, sẽ không có cơ hội khiến Lục đại phu nợ ta một ân tình nữa. Vẻ mặt hắn mờ ám, giọng điệu cũng có chút ông đùa, khiến Lục Đồng hơi cau mày. Lục Đồng nói, "50 lượng nợ Bùi đại nhân, khi về ta nhất định sẽ gom tiền trả lại. Không cần Bùi Vân Ánh nhìn nàng, ta nghe nói trong y quán của Lục Đại Phu có một loại trà thảo dược tên là Xuân Thủy Sinh bán rất chạy. Hãy dùng nó để trả nợ đi. Được. Lục Đồng lập tức đồng ý. Bùi Đại Nhân, cho ta địa chỉ, ngày mai ta sẽ phái người đưa cho ngài. Không cần phiền phức như vậy. Hắn mỉm cười, phố Tây cũng không xa lắm, hôm khác ta tự đến lấy. Lục Đồng nhìn hắn, vẻ mặt hắn thản nhiên, dường như lời hắn vừa nói là điều chắc chắn hiển nhiên nhất trên đời. Một lúc sau, Lục Đồng mới gật đầu, bình tĩnh nói, "Được." Lục Đồng và Ngân Tranh rời đi trước, Đoàn Tiểu Môn đi theo Bùi Vân Ánh về phía Ngộ Tiên lầu nói, "Lục đại phu này bình thường không đeo đồ trang sức, ta cứ tưởng nàng ấy không thích vòng tay, cài tóc, hóa ra là cũng giống như các cô nương bình thường thôi." Bùi Vân Ánh nhàn nhã nói, "Đúng, vậy thì sau khi xong việc Người quay lại tiệm cầm đồ hỏi xem ba món trang sức nàng ấy mua hôm nay là đến từ nhà nào. Đoàn tiểu ngôn nói ừ rồi đột nhiên phản ứng, huynh hỏi cái này làm gì. Hôm qua lúc ở viện vô hoài huynh cũng giúp nàng ấy. Ca, sao ta cứ cảm thấy huynh đặc biệt quan tâm đến chuyện của lục đại phu nhỉ? Bùi vân ánh bước đến trước ngộ tiên lầu, tháo dây buộc, lên ngựa, mỉm cười nói, kẻ có khả năng là hung thủ giết người, sao lại không quan tâm? Nói xong, hắn không để ý đến đoàn tiểu ngôn mà dục ngựa phóng đi. Đoàn tiểu ngôn sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng lên ngựa đuổi theo, hỏi, giết người. Ai cơ? Vào hạ rồi, đêm cũng không còn lạnh nữa. Cây hồng trồng trước sân đã trổ vài bông, chẳng bao lâu nữa sẽ nở hoa. Trong phòng, lục đồng đang ngồi ở trước bàn, ngơ ngác nhìn chiếc châm cài tóc hoa dâm bụt trong tay kế đại phu nhân tần thị thực sự không lấy chiếc châm này của hồi môn của lục nhu là thứ đầu tiên kế lão phu nhân đem đi cầm lấy tiền chiếc châm rất tinh xảo dưới ánh nến mờ ảo những viên đá quý tỏa ra thứ ánh sáng cũ kỹ mơ hồ giống như hoàng hôn trên núi ở huyện trường vũ vào đầu hè hình như cũng là một đêm như thế này mẫu thân nàng đang ngồi may vá trước đèn nàng vừa tắm xong nằm trên đùi lục nhu để lục nhu dùng khăn lau tóc ướt Lục Nhu trải tóc, cười nói, đợi tiểu muội của chúng ta lớn lên, búi tóc lên cũng sẽ rất đẹp. Sau đó như người nói nhỏ vào tai nàng, đừng lo, chiếc châm hoa đó tỷ không dùng, tỷ sẽ giữ nó cho muội, chờ khi nào muội gặp được lang quân mình thích, tỷ sẽ búi tóc cho muội. Lúc đó nàng vẫn còn nhỏ, không suy nghĩ đã trả lời, dạ được. Vậy sau này khi muội gặp được lang quân như ý, nhất định sẽ dắt chàng đến tìm tỷ để đòi tỷ tỷ, tỷ phải giữ lời đó. Mẫu thân chừng mắt nhìn hai người họ, không biết xấu hổ. Lục Nhu cười đến không đứng dậy được, nhéo mặt trêu chọc, không thành vấn đề. Vậy muội giận hắn đến gặp ta, ta cũng muốn nhìn xem thiếu niên nào có được vinh dự này, được muội muội của ta yêu thích. Ngoài cửa sổ có gió thổi, khiến ánh nến có chút lay động, Lục Đồng bừng tỉnh, nhét chiếc châm trên tay vào trong hộp. Ngân tranh từ bên ngoài đi vào với một chậu nước trên tay, Lục đồng đưa cho nàng chiếc vòng tay bạc và chiếc châm bằng tre còn lại, cái này tặng cô. Cho ta. Ngân tranh kinh ngạc, cô nương không dùng sao. Vốn dĩ mua chúng cũng chỉ để tránh tay mắt của người khác. Lục đồng nói, ngày thường ta cũng không dùng tới. Ngân tranh đưa tay nhận lấy, dừng một chút mới nói, hay là ta tới tiệm cầm đồ khác đổi lấy tiền nhé. Hôm nay chúng ta tới tiệm cầm đồ đã tiêu tốn 100 lượng, không kể đến 50 lượng của bùi đại nhân, thì vẫn còn nợ chủ tiệm đỗ. Cứ vay tiền của chủ tiệm đỗ mãi cũng không phải là một lựa chọn. Bản thân hắn xem ra cũng không còn bao nhiêu tiền nữa. Tùy tiêu, Ngân Tranh nhìn lục đồng, nàng đang ngồi ở bàn, giống như một bông hoa trà đang nở rộ trong một đêm đầu hè, đẹp hơn cả bông hoa nàng đang đeo trên thái dương. Chỉ nhìn bề ngoài thì thật sự khiến người ta thương cảm. Cô nương, Ngân Tranh trầm ngâm nói, Bùi đại nhân kia năm lần bảy lượt giúp cô nương, hôm nay lại nói không cần cô nương trả tiền, hắn có khi nào là thích cô nương rồi không? Thấy Lục Đồng không lên tiếng, Ngân Tranh suy nghĩ một chút, hắn là Triệu Ninh công thế tử, dung mạo đẹp đẽ, công phu cũng không tệ, nếu thật sự có ý với cô nương. Không phải, Lục Đồng mắt lời nàng. Hắn không phải là thích ta, hắn đang thăm dò ta. Bùi thế tử đó ánh mắt hắn nhìn nàng không hề có tình ý mà giống như hắn đã biết hết bí mật của nàng, khiến nàng phải cảnh giác. Tuy nhiên, bất kể mục đích Bùi Vân Ánh khi thăm dò Lục Đồng là gì, Lục Đồng cũng không có thời gian để ý. Mấy ngày nay, Lục Đồng bận rộn làm thuốc cho Đồng Lân. Nhân tầm y quán tạm thời không thể đắc tội với Thái Phủ Tự Khanh, hơn nữa Đồng ra trả tiền thuốc men rất hào phóng. Đỗ Trường Khanh không dám nói gì, Lục Đồng mất mấy ngày mới điều chế xong thuốc, bảo Đỗ Trường Khanh đích thân đưa đến phủ của Thái phủ Tự Khanh. Bên này vừa giao thuốc xong thì tục dược sở phái người tới. Dược viên của tục dược sở đứng trước mặt Lục Đồng, cung kính nói: "Lục đại phu, phương thuốc của Xuân Thủy Thánh đã được ngự dược viện sửa đổi, thu làm quan dược. Sau này, trà thảo dược Xuân Thủy sinh sẽ chỉ được bán ở ngự dược viện và tục dược sở, các y quán, thương hộ khác không được phép buôn bán." đỗ trường khanh vừa từ đồng phủ trở về thì nghe thấy vậy nhất thời không nhịn được túm lấy cổ áo tên dược viên nọ ngươi nói cái gì dược viên đó tuổi còn khá trẻ lắp bắp nói đây là chuyện tốt mà đơn thuốc được trở thành quan dược bán ở tục dược sở là vinh dự lớn nhất chủ tiệm phải vui mừng mới phải vui mừng cay rắm đỗ trường khanh không nhịn được mắng hắn thu luôn phương thuốc thì ta làm sao kiếm tiền được tên họ lâu đó cố ý chứ gì tên khốn kiếp lời của thái phủ tự khanh mà hắn cũng không nghe nữa à đây đây là quyết định của ngự dược viện dược viên bất đắc dĩ nói tiểu nhân cũng không làm chủ được xin chủ tiệm bình tĩnh nổi giận với một tiểu dược viện tuyệt đối không giải quyết được gì đỗ trường khanh buông tay ra tức giận đến mức sắc mặt hết xanh lại vàng nghiến răng nghiến lợi nói không biết xấu hổ Lâu tứ không dám động đến mặt mũi của đồng gia, cho phép y quán tiếp tục bán thuốc. Tuy nhiên, vào lúc này hắn lại rốt củi đáy nồi, chủ động biến đơn thuốc của Xuân Thủy Sinh thành quan dược. Đối với y quán thông thường, đây thực sự là một chuyện tốt, nhưng đối với một y quán đang hoàn toàn phụ thuộc vào Xuân Thủy Sinh để tạo ra thu nhập như nhân tâm y quán, đây không phải là điều tốt lành gì. Không có tiền thì nổi tiếng cũng chẳng ích gì. A Thành và Ngân Tranh nhìn nhau, A à, thành cảnh giác nhìn Lục Đồng, Lục đại phu, sau này phải làm thế nào đây? Vì không thể bán xuân thủy sinh được nữa, Nhân Tâm Y quán đã mất đi nguồn tiền quan trọng nhất và lại quay trở lại trạng thái ban đầu. Lục Đồng không nói gì, nhận lấy quan ấn, tiễn dược viên trẻ tuổi rời đi, sau đó quay lại vào tiệm nói, không phải lo lắng. Bà đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng, trong mắt Đỗ Trường Khanh hiện lên một tia hy vọng. Cùng một y quán nhiều nhất chỉ có thể trưng dụng một đơn thuốc đã được cấp phép làm quan dược. Xuân thủy sinh bị thục dược sở thu mất, có nghĩa là kể từ nay tất cả các loại thuốc đã được cấp phép do nhân tâm y quán sản xuất và bán ra sẽ không bị thục dược sở lấy mất nữa. Lục đồng nói, đỗ chủ tiệm, huynh tự do rồi. Tự do thì làm cái quái gì? Đỗ trường khanh tức giận nói, tiền còn không có, ta thả làm nô lệ của tiền tài hết tiền thì có thể kiếm lại. Lục đồng bình tĩnh nói, một phương thuốc bị lấy mất rồi thì lại làm thêm một phương thuốc nữa. Làm thêm phương thuốc nữa. Đỗ trưởng Khanh có chút nghi hoặc nhìn nàng, nói thì dễ, cô có thể làm được sao? Lục đồng không nói chuyện. Một lúc sau, nàng đáp, ta làm được. mươi 54, phán quan phạm chính liêm. Sau tiết tiểu mãn, ở thịnh kinh mưa ngày càng lớn dòng sông dưới cầu lạc nguyệt nước dâng cao. Sau lễ kỳ tàm, phụ nữ nấu kén, quay tơ, tơ lụa mới dệt đầy trở, việc kinh doanh của tiệm may và tiệm giày lụa ngày càng phát đạt. Sáng sớm và chiều tối đều có gió lạnh, đỗ trường khanh quần áo mỏng manh, vô tình bị cảm lạnh, nên mấy ngày nay rất ít đến y quán. Việc kinh doanh của y quán trở nên vắng vẻ, sau khi Xuân Thủy Sinh không được bán nữa thì chỉ có vài người đến khám bệnh. A Thành đi chợ mua rau đắng. Trong tiết tiểu mãn nên ăn rau đắng để bổ sung năng lượng và thanh lọc cơ thể. Lục đồng vừa rửa rau đắng trong y quán vừa nghe tiếng những người bán hàng ở phố Tây nói chuyện. Trong cuộc trò chuyện này, thỉnh thoảng cũng nhắc đến kế gia, thương hộ buôn bán đồ xứ ở Thịnh Kinh. Nghe nói kế gia gần đây đang gặp khó khăn. Kế đại gia chết đuối bí ẩn ở chùa Vạn Ân, người của quan phủ đến kiểm tra không tìm thấy dấu vết nên kết án là say rượu ngã xuống nước. Ai tình ý đều có thể thấy kế thừa hưng vì đã lén thờ tượng thần của triều đại trước nên quan phủ mới cố tình làm qua loa. Kể từ khi kế gia xảy ra chuyện, những người từng làm ăn với kế gia lần lượt đến. Kể từ bữa sinh thần ở Thái Sư Phủ, kế gia đã móc nối quan hệ với một số quan chức thông qua mối quan hệ với Thái Sư Phủ. Bây giờ sự việc có liên quan tiền triều không có kẻ nào dám lấy mạng ra đùa giỡn, đều hủy hết đơn hàng và việc làm ăn với kế gia. Khi kế thừa hưng kết hôn với Tần thị, để lấy lòng Tần lão gia, kế lão phu nhân đã giao quyền quản lý mọi việc trong nhà cho Tần thị. Lúc này Tần thị tức giận bỏ về nhà cha mẹ đẻ, kế lão phu nhân mới nhận ra rằng không biết từ lúc nào, Tần thị đã tiêu ra một số tiền lớn cho Tần gia, sổ sách kế toán đang âm tiền rất nhiều. Kế lão phu nhân bất đắc dĩ phải cầm cố căn nhà và cửa hàng để trả nợ, số tiền tiết kiệm mấy chục năm cũng không còn bao nhiêu. Trong phủ náo loạn lớn, người hầu tản đi, người thì bỏ chạy, người thì cuốn gói trốn mất dạng. Cả nhà Vạn Phúc hầu hạ bên kế thừa hưng nhiều năm, cũng bí mật rời kinh trong một đêm, không lời từ biệt. Lục Đồng không ngạc nhiên khi biết tin này, Vạn Phúc là một người thông minh. Ngày trước, khi Lục Nhu gặp chuyện Kế thừa Hưng vẫn giữ hắn ở bên cạnh làm việc vì bản tính Vạn Phúc thận trọng. Vạn Phúc không phải kẻ tham lam, cái chết của Kế thừa Hưng nói đến cùng thì cũng có liên quan đến hắn. Hiện tại nhân lúc quan phủ đang không truy cứu, nếu hắn không lợi dụng lúc này mà trốn thoát, ngày sau lỡ như người ta lật án, hắn sẽ không có kết cục tốt. Không bằng nhân lúc kế gia đang hỗn loạn, dẫn người nhà cao chạy xa bay. Điều khiến lục đồng ngạc nhiên chính là thái sư phủ. Kế gia lụn bại, không còn đường sống sót, kế lão phu nhân đã từng bí mật đến thái sư phủ một lần, có lẽ là cầu cứu phủ thái sư giúp đỡ. Tuy nhiên, bà thậm chí còn không thể bước vào cổng thái sư phủ. Lục đồng vốn tưởng rằng thái sư phủ sẽ ra tay giúp đỡ kế gia, bởi vì trong tay kế lão phu nhân vẫn nắm một điểm yếu của họ là chuyện của lục nhu nhưng không ngờ rằng thái sư phủ lại không hề sợ hãi chút nào sau đó nghĩ lại lục nhu đã chết dưới tay kế thừa hưng cho dù có nói chuyện này ra ngoài thì kế ra cũng không được lợi gì thái sư phủ đương nhiên rất tự tin nhưng dám đến thái sư phủ vào thời điểm này cho dù kế phu nhân có ý đồ uy hiếp hay không thì cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp sau khi nhặt xong mớ rau đắng cuối cùng ngân tranh từ ngoài cửa hàng bước vào A Thành đang quét bụi ở cửa, Ngân Tranh đi tới trước mặt Lục Đồng thấp giọng nói, cô nương, đã nghe ngóng được tin tức bên Phạm Gia rồi. Lục Đồng ngước mắt lên, Ngân Tranh hạ giọng, thẩm hình viện phán quan, Phạm Đại Nhân đã được thăng chức một lần vào tháng 9 năm ngoái. Lục Đồng giật mình, thăng chức. Tháng 9 năm Vĩnh Sương thứ 37, 3 tháng sau khi Lục Nhu qua đời, theo lời kể ban đầu của Vạn Phúc, Lục Khiêm đã đến Kinh Thành gặp kế lão phu nhân, không hiểu vì lý do gì mà trở thành đối tượng bị quan binh truy nã. Việc Lục Khiêm bị bỏ tù có liên quan đến việc thăng chức cho Phạm Chính Liêm, phán quan của thẩm hình viện hay không 45A, Ngân Tranh nói tiếp, tháng 9 năm ngoái đúng thực là có xảy ra một vụ án ở hình ngục ti. Người của hình ngục ti từng nhắc đến, đầu tiên có người yêu cầu gặp Phạm Chính Liêm để báo án. Sau đó, không biết vì sao mà người báo án lại bị truy nã nghe nói tội danh là đột nhập vào nhà cướp tài sản người của tào gia nói khi đó truy nã khắp thành náo loạn rất lớn phạm nhân trốn rất kỹ về sau thân thích của hắn vì nghĩa diệt thân khai với quan phủ nơi hắn đang lẩn trốn thì mới bắt được cô nương ngân tranh do dự cô có thân thích ở thịnh kinh sao lục đồng nghe vậy cũng có chút nghi hoặc lắc đầu không có Lục gia có rất ít người thân, nếu nàng thật sự có người thân ở thịnh kinh, có lẽ lục nhu sẽ không yếu đuối bị bắt nạt như thế này. Ta đã nhờ Tào gia tiếp tục hỏi thăm về người họ hàng đó, nhưng Tào gia nói rằng việc liên quan đến quan phủ rất khó hỏi thăm, còn tiền nong. Ngân tranh thở dài, lần hỏi thăm tin tức này đã dùng tiền chủ tiệm đỗ đưa để mua nguyên liệu làm thuốc mới. Mấy ngày nay hắn bị ốm nên chưa biết nếu hắn biết chung ta đã tiêu gần hết số tiền mà vẫn chưa mua được gì không biết sẽ tức giận đến mức nào đang nói chuyện lục đồng đột nhiên đứng dậy kéo rèm đi vào trong ngân tranh sửng sốt một lát cô nương đi làm gì thế lục đồng trả lời làm thuốc mới a à, thành cầm chổi đi theo phía sau kỳ quái hỏi không phải sáng nay vừa nói là chưa biết làm thuốc mới gì sao bây giờ thì biết rồi Điện xoáy phủ nằm ở rìa phía tây nam của thành, ngay bên ngoài cổng thượng kim, phía sau có một sân tập võ rộng lớn. Mùa hè nắng gắt, võ đài tràn ngập sức nóng. Nhưng trong mục tối lại lạnh lẽo và hun hút gió. Những ngọn đuốc u ám lập lòe trên tường, từ sâu trong phòng giam mơ hồ có thể nghe thấy những tiếng la hét. Trong phòng tra tấn phía sau, sáu người bị xích trên một dãy khung sắt hai người đàn ông mặc đồ đen bị trói đứng trên hai khung phía trước, xoạt. Một tiếng, hai xô nước muối cay nồng đổ lên, trong ngục đột nhiên vang lên tiếng gào thét. Có một người đang ngồi trên chiếc ghế gỗ tối màu ngay trước giá tra tấn. Chàng trai mặc bộ đồ màu đen, trong tay cầm một chiếc kìm sắt, đang nghịch với chiếc mỏ hàn trong lò than dưới chân. Dụng cụ tra tấn rải rác khắp nơi, dao, kim và dụng cụ bằng sắt phát ra ánh sáng tối tăm lạnh lẽo. Có một giọng nói cất lên, với sự đau đớn và giận dữ đẻ nén. Bùi vân ánh, muốn che muốn giết thì ra tay đi, cần gì phải lê mê. Vậy đâu có được. Bùi vân ánh cười nói, đã vào đến đây rồi, sao có thể để người thoải mái. Chiếc kẹp sắt trên tay hắn gầy gầy trong lò than vài lần. Chiếc nhẫn khảm ngọc đen lục giữa món tay phản chiếu một chút màu ngọc lục bảo. Ánh lên tia sáng sắc lạnh, lúc sau, hắn gắp một thanh sắt nóng đỏ lên hắn bước từng bước tới chỗ người vừa lên tiếng sáu người này đều bị lột sạch quần áo bịt mắt trói vào khung sắt trên người gần như không còn chỗ nào lành lặn sau khi dùng hình lại đổ nước muối nước ớt vào người nếu không đủ ý chí thì chỉ sau một lần dùng hình đều sẽ khai nhận nhưng trên đời này không phải ai cũng sợ đau đớn hắn đứng trước mặt người vừa nói chuyện im lặng quan sát đối phương đột nhiên di chuyển thanh sắt nóng đỏ về phía trước ngực người đó xèo một tiếng mùi thịt cháy đột nhiên bốc lên trong phòng giam vang lên một tiếng rên khàn khàn người này đã chịu dùng hình từ trước vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới làm sao có thể không đau đớn bùi vân ánh vẻ mặt lãnh đạm không phân biệt được vui hay giận động tác trên tay hắn không hề buông lỏng miếng sắt nung ép chặt vào ngực đối phương như muốn xuyên qua da thịt hắn thiêu đốt đến tận xương Mùi khét tràn ngập xung quanh, tiếng kêu thảm vang vọng trong mục tối rất lâu. Những người bị bịt mắt không nhìn thấy được cảnh tượng này, khung cảnh kỳ lạ và u ám này càng trở nên đáng sợ. Hồi lâu, giữa tiếng kêu gào thảm thiết, tù nhân ở phía ngoài cùng bên trái cuối cùng không nhịn được thấp giọng nói, "Ta nói." "Im miệng." Người đàn ông đang bị tra tấn nghe thấy lời này, không để ý đến sự đau đớn trên cơ thể, hét lên, người dám!" Khoảnh khắc tiếp theo, một ánh sáng bạc sáng chói lóe lên, tiếng quát mắng đột một dừng lại. Bùi Vân Ánh có một con dao dài ở bên hông, nếu không phải có vết máu trên mặt đất, dường như sát chiêu vừa nãy không phải do hắn vung dao. Người đàn ông bị trói trên giá sắt gục đầu xuống, máu từ cổ họng chảy ra dòng dòng, không còn tiếng động. Trong sự im lặng một ngạt, hắn nghiêng đầu, thả chiếc kìm sắt trong tay xuống, nhìn người vừa nói, bây giờ ngươi có thể nói rồi. Trong phòng giam im lặng, người tù bị bịt mắt, cái không biết còn đáng sợ hơn cái đã biết. Tuy hắn không nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng người vừa mắng hắn lúc này đã im lặng nên hắn có thể đoán được một chút. Trên mặt người đàn ông có chút sợ hãi, lo lắng nói. Là, là Phạm Đại Nhân. Ồ, Bùi Vân ánh nhướng mày, Phạm Chính Liêm. Vâng, vâng, người tù lo lắng nói, vào ngày mà quân mã giám lã Đại Sơn gặp nạn. Trước đó đại nhân đã phái thuộc hạ của hình ngục ti đi làm việc, cái chết của lã Đại Sơn, đại nhân có biết sự tình. Bùi vân ánh mỉm cười, quả nhiên. Hắn quay người lại, cầm lấy chiếc khăn tay người bên cạnh đưa cho, cúi đầu cẩn thận lau vết máu trên tay, cuối cùng bước ra khỏi cửa. Thị vệ phía sau đi theo, chủ tử. Bùi vân ánh đứng yên, vừa rồi nghe rõ rồi chứ. Thị vệ Thanh Phong chưa kịp nói chuyện thì đã có người từ phía trước vội vã chạy tới, là một người đàn ông ăn mặc như người hầu. Người hầu bước tới trước mặt Bùi Vân Ánh, cúi đầu cung kính nói: "Thế tử, tiểu nhân đến đây theo lệnh của lão gia." Tháng sau là sinh thần của lão gia, trong lòng lão gia rất nhớ mong thế tử, xin thế tử về nhà một chuyến. Thanh Phong đứng ở phía sau Bùi Vân Ánh, không dám lên tiếng mọi người ở đây đều biết rằng bùi vân ánh và triệu ninh công luôn không hòa thuận với nhau mấy năm trước về kinh thì hắn liền mua một căn nhà ở ngoài ngoại trừ ngày rỗ của tiên phu nhân hàng năm hắn chưa bao giờ về bùi gia qua đêm nhắc đến bùi gia trong mắt chủ nhân không thấy có chốt thân thiết nào chỉ thấy chán ghét xem ra người hầu của bùi gia lần này lại phí công vô ích rồi quả nhiên bùi vân ánh nghe được lời này không thèm nghĩ liền trả lời không dành. Người hầu lau mồ hôi, cười nói: "Thế tử đã lâu không gặp lão gia, lão gia gần đây sức khỏe không tốt, hy vọng thế tử." "Muốn ta nói lại lần nữa sao?" Người hầu lưỡng lự. Vị thế tử gia này hỉ nộ thất thường, trông có vẻ hòa nhã, nhưng thực chất lại tàn nhẫn. Tính tình không hiền lành lễ phép như nhị thiếu gia, ngay cả người mạnh mẽ, cứng rắn như Triệu Ninh Công cũng không thể quản được đứa con này huống chi là một nô tài nhỏ bé như hắn. Người hầu vội gật đầu rồi sợ hãi bỏ chạy. Bùi vân ánh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn, ánh mắt hắn giống như màu đen sâu thẳm trong mục tối, không có buồn vui. Thanh Phong hỏi, chủ tử, những tù nhân kia xử lý thế nào? Đã có được thông tin cần thiết, có thể dừng tra thẩm rồi. Người được hình mục ti đào tạo ra, miệng thì cứng, nhưng xương thì vẫn mềm hắn nói, tên vừa nãy giữ lại, những kẻ khác vô dụng, giết đi. Dạ, cô nương, hai con cá chấm mà tổng tàu ở tiệm giày lụa bên cạnh cho đã ngừa bụng rồi, vậy cũng dụng gần hết. Để đó cũng không có tác dụng gì, giết thịt đi. Cái này, Ngân Tranh nhìn hai con cá sắp chết trong chậu gỗ với vẻ xấu hổ. Những người bán hàng ở phố Tây đều có quan hệ tốt với hàng xóm, Trước đây Đỗ Trường Khanh và A Thành lười kết giao với những người bán hàng xung quanh. Từ sau khi Lục Đồng và Ngân Tranh đến, tình hình có chút thay đổi. Ngân Tranh dẻo miệng, lại rất biết cách quan sát sắc mặt người khác, thường phân phát trái cây và điểm tâm cho những người hàng xóm trên phố. Nàng lại có dung mạo xinh đẹp đáng yêu nên rất được mọi người quý mến. Chẳng nấy chốc, cả phố Tây đều trở nên quen thuộc thân thiết với nàng, dần dần cũng nhận về những món quà đáp lễ hai con cá chấm lớn này là quả đáp lễ của Tống Tẩu Tử. Tống Tẩu đưa hai con cá chích cho Ngân Chanh, nói với nàng, Ngân Chanh cô nương, cô lấy hai con cá chấm này về nấu canh cho cô nương nhà mình phục hồi sức khỏe đi. Lục Đại Phu gầy quá, trông như tờ giấy gió thổi liền bay mất. Ngân Chanh mang cá chấm về, vẫn chưa nghĩ ra là nên hấp hay nướng, Lục Đồng đã lấy dao cạo sạch vảy trên hai con cá nói rằng nàng sẽ dùng vẩy để làm thuốc con cá bị cạo sạch vẩy ngửa bụng trắng nổi lên trên mặt nước trông như sắp chết thấy ngân tranh đứng ở nơi đó không nhúc nhít lục đồng ngẩng đầu hỏi sao vậy cô nương ngân tranh lúng túng nói ta không biết giết cá ở hoa lâu nàng học hát múa đàn cờ vây thư pháp nhưng chưa bao giờ học cách giết cá nấu cơm kỹ năng nấu ăn đều là sau khi đi theo lục đồng thì miễn cưỡng học được, chỉ có thể nói là nấu chín thức ăn lên thôi, về phần những thứ đẫm máu như giết cá thì lại càng xa vời. Lục đồng liếc nhìn nàng, ngừng mài thuốc, đứng dậy khỏi bàn đá, cầm con dao và chậu gỗ lên, đi đến góc sân ngồi xổm xuống, cầm lấy một con cá chấm ném lên thớt. Con cá chấm vốn đang thoi thóp, bị ném lên thớt cũng không thèm cử động nữa. Lục đồng đưa dao cắt bụng cá và lấy hết nội tạng ra. Ngân tranh chết lặng. Cô nương, cô cũng biết cả giết cá ư. Ngân tranh lấy cho lục rồng một chiếc ghế nhỏ. Nàng ngồi ở một bên, nâng cầm lên, nhìn lục đồng đầy ngưỡng mộ, trông thật là thành thục. Lục đồng nhặt gáo trong bể nước đổ một gáo nước lên trên cá để rửa sạch máu, sau đó bắt một con cá khác, dùng dao mổ bụng nó, cúi đầu nói, trước đây lúc ở trên núi ta cũng thường giết cá a à, ngân tranh sửng sốt một lát chợt nhận ra là vì cần lấy thuốc dẫn sao lục đồng liên tục vung tay một lúc lâu mới nói ừm ngân tranh gật đầu hóa ra là vậy nàng lại liếc nhìn vết máu trên tay lục đồng nuốt nước bọt chỉ là nhìn thấy máu me này hơi sợ lục đồng không nói chuyện thực ra nàng không chỉ giỏi giết cá còn có thể dễ dàng xử lý những động vật hoang dã khác. Tuy nhiên, không phải để lấy thuốc, đa phần chỉ là để lấp đầy bụng mà thôi. Vân Nương là một người rất khó tính trong chuyện ăn uống, cũng thích xuống bếp nấu ăn, pha trà thì phải là nước tuyết tan để dành cả mùa đông, làm điểm tâm thì phải nặn thành hình các quân cờ vuông vức. Làm hoành thánh cho 24 tiết khí thì phải sử dụng 24 loại nhân tương ứng với 24 tiết khí trong năm. Đáng tiếc, thời gian Vân Nương ở trên núi quá ít. Vân Nương thường xuyên xuống núi, mỗi lần đều quá nửa tháng. Có lúc lương thực còn lại trên núi có thể duy trì được mấy ngày. Có khi Vân Nương quên để lại lương thực, lục đồng chỉ có thể nhịn đói. Khi đó nàng vừa đến đỉnh Lạc Mai, thậm chí còn không tìm được đường xuống núi. Lần đầu tiên đói đến choang váng hoa mắt, nàng nhặt được một con gà rừng bị thương trên mặt đất trước nhà lục đồng bé nhỏ vật lộn một lúc lâu cuối cùng đã nướng được con gà khi còn ở lục gia nàng gan nhỏ và được nuông chiều hiếm khi làm việc vì được gia đình chiều chuộng ngày thường nhìn thấy một con ong hoặc một con rắn đã sợ chết khiếp nhưng con người ta vào lúc bụng đói mắt hoa thì không quan tâm sợ hay không sợ nữa chỉ cần hết đói là được lục đồng vẫn còn nhớ cảm giác lần đầu tiên ăn cá nướng Lúc đó nàng còn non nớt và vụng về, thậm chí còn không hiểu rằng nướng một con gà là phải nhổ lông và bỏ nội tạng, nàng chỉ cho vào lửa và nướng cho đến khi nó biến thành một khối đen như mực, tưởng là đã chín liền cắn xuống, không ngờ máu chảy ra đầy miệng. Lục Đồng kêu lên một tiếng ôi, trong cổ họng đầy mùi máu tanh ghê tởm, nàng há miệng muốn nôn, nhưng cơn đói trong bụng nhắc nhở nàng rằng ở đây không có đồ ăn nào khác. Vì vậy, nàng chỉ có thể chịu đựng mùi tanh khó chịu và từng miếng nuốt xuống con gà rừng cháy đen đó là bữa ăn đau đớn nhất mà lục đồng từng ăn kể từ khi nàng được sinh ra tuy nhiên sau ngày hôm đó nàng bắt đầu nhận ra ở đỉnh lạc mai nếu muốn sống sót thì không thể luôn đặt hy vọng vào người khác nàng dần dần học cách làm bẫy săn và bắt được một số con thỏ nhỏ nàng cũng học cách làm sạch những con thú này và chế biến thành thịt khô để dự trữ nhằm tránh tình trạng thiếu lương thực vào lần sau khi vân nương quay lại nhìn thấy lục đồng nàng rất ngạc nhiên vì lục đồng vẫn còn sống nhìn thấy thịt khô lục đồng giấu trong lọ càng làm nàng thấy lạ lùng hơn không tệ nàng nói với lục đồng cho đến nay ngươi là người sống sót được lâu nhất trên đỉnh lạc mai nàng đến gần lục đồng cười một cách cổ quái Nói không chừng, còn có thể sống đến khi xuống núi đấy. Nói không chừng, còn có thể sống đến khi xuống núi. Lục đồng cụp mắt xuống. Sau đó, Vân Nương chết, trên đỉnh Lạc Mai không còn ai nữa. Nàng quả thực đã đi đến cuối cùng, sống sót xuống núi. Chỉ là, chỉ là đứa trẻ ngăm đó vừa khóc vừa nuốt cá nướng có lẽ đã biến mất mãi mãi. Con cá chấm dưới bàn tay của nàng đột nhiên vẫy đuôi, nước bắn vào mặt nàng cảm giác lạnh buốt khiến lục đồng tỉnh táo trở lại con cá chấm đã được mổ sạch sẽ nhưng vẫn còn sức để di truyền lục đồng lau đi giọt nước trên mặt ngân tranh đứng lên cầm hai con cá đã làm sạch lên đặt vào trong bếp cười nói như vậy là được rồi cô nương muốn làm cá này thành món gì tùy tiêu vậy thì hấp đi ngân tranh nói kỹ năng nấu ăn của nàng rất tầm thường nhưng may mắn thay lục đồng không kén chọn đồ ăn. Ngay lúc Ngân Tranh vừa đặt nồi cá lên bếp, lục đồng ở bên kia đã gọi nàng vào phòng, khi nàng bước vào liền nhìn thấy một chồng giấy dày trên bàn trước cửa sổ. Đây là... Ngân Tranh cầm lên một tờ giấy, giật mình. Mảnh giấy này rất đẹp, nó có màu hồng nhạt, khi lại gần người thì có thể ngửi thấy mùi hoa thơm nhẹ. Nếu viết chữ lên mảnh giấy này, cái khác không nói, chỉ cần nhìn vào nó chắc chắn sẽ khiến lòng người rung động. Bút mực đều đã chuẩn bị xong, Ngân Tranh nghi hoặc nhìn Lục Đồng. Thuốc mới sắp chuẩn bị xong rồi." Lục Đồng nói, "vẫn còn cần cô giúp." "Là cần viết chữ sao?" Ngân Tranh đột nhiên thắc mắc. Xuân Thủy sinh trước đó đã trở nên nổi tiếng ở Thịnh Kinh trong một thời gian ngắn. Ngoài sự giúp đỡ của Hồ Viên ngoại trong bữa tiệc ngắm hoa, những bài thơ gói trong trà thuốc của Ngân Tranh cũng đóng một vai trò lớn. Thịnh Kinh có rất nhiều văn nhân, cũng có rất nhiều người thanh lịch thích uống trà. Khi nhìn thấy cái tên Xuân Thủy Sinh, họ sẵn sàng bỏ tiền ra để mua vui. Chỉ là một mánh lưới quảng cáo. Tuy nhiên, tờ giấy bây giờ trông khác với loại giấy đã dùng cho Xuân Thủy Sinh trước đây. Trông như bức thư tình của nữ tử, hoặc như loại giấy dùng trong khuê phòng. Cô nương muốn ta viết cái gì? Ngân Tranh hỏi, Lục Đồng suy nghĩ một chút, cô có biết vài thơ nào hay để miêu tả vẻ duyên dáng của phụ nữ không? Cũng có, nhưng cứ viết đi, Lục Đồng nói. Chương 55: Đới Tam Lang. Sau một đêm mưa trời lại sáng. Đỗ Trường Khanh ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, cuối cùng cũng khỏi cảm lạnh, sáng sớm hắn cùng A Thành đến y quán, đã thấy Ngân Tranh đặt rất nhiều hoa sau bàn. Hoa là hoa lựu, cánh hoa mỏng và rực rỡ, màu lửa của chùm hoa giống như tấm lụa đỏ cháy, như tờ giấy đỏ cắt thành từng mảnh, tương phản với màu xanh tươi của lá, đặc biệt tinh tế và xinh đẹp. Trên những cành hoa lựu còn có nhiều lọ sư trắng cỡ lòng bàn tay điểm xuyết những miếng giấy màu hồng, giống như một viên ngọc hồng ẩn mình giữa những bông hoa, tinh tế và dễ thương. Đỗ Trường Khanh cầm một cái lọ lên hỏi Ngân Tranh, sao lại bày nhiều phấn son ra đây thế này? không phải phấn son. Ngân tranh treo thư pháp và tranh vẽ lên tường là loại thuốc mới do cô nương làm ra. Sau khi bức thư pháp và bức tranh Xuân Thủy Sinh lần trước bị người ta xé khỏi tiệm thuốc, bức tường đã trông rỗng. Nay với bức thư pháp và bức tranh ngân tranh mới treo lên, cửa hàng trông độc đáo mới lạ hơn một chút. Đỗ Trường Khanh tiến tới đọc, diêm cơ duyên dáng tuổi 15, thước tha tà áo không bước nhỏ. Cốt cách yên nhiên người ngoái lại, thế gian ngàn sắc hóa bụi trần. Bên đỉnh hoa thơm duyên dáng nở, cảnh tượng đẹp đẽ không cất lời. Trước mặt ngợi khen ca vũ giỏi, tiếc rằng mỏng manh eo quá gầy. Đọc xong, Đỗ Trường Khanh khó hiểu ngừng đầu lên, đây là cái gì? Lục đồng mở rèm đi ra, đặt bình xứ trong tay xuống rồi nói, đây là tiêm tiêm. Tiêm tiêm, trời nóng rồi. Lục đồng nói, ngày nay, Quần áo của phụ nữ ngày càng mỏng hơn, họ cũng muốn trông thon gọn hơn. Trà thảo mộc này dùng để điều chỉnh cân bằng âm dương, điều phối các cơ quan nội tạng, thông kinh lạc, lưu thông khí huyết, giúp phụ nữ thanh lọc cơ thể, có tác dụng giảm cân. Ngân Tranh mỉm cười nói, dù sao, khi mùa hè đến, số người lo lắng về chứng nghẹt mũi đã giảm đi rất nhiều. Cho dù tục dược sở không thu hồi xuân thủy sinh, doanh số bán hàng cũng sẽ không còn tốt như trước. Tốt nhất là tranh thủ thời cơ mà bán trà thuốc mới. Ta thấy phụ nữ ở Thịnh Kinh đều xinh đẹp, ta nghĩ họ đặc biệt chú ý đến vẻ ngoài. Giảm béo. Đỗ Trường Khanh có chút hoài nghi, không phải trà giảm béo dành cho phụ nữ chưa từng được bán ở hiệu thuốc Thịnh Kinh, ta cũng chưa nghe nói có hiệu quả gì. Lục đại phu, ta bảo cô bào chế một loại thuốc mới, cô lại làm ra cái gì thế này? Hắn liếc nhìn những bông hoa, cầm chiếc lọ sứ lên, thấp giọng lầm bẩm, còn bầy hoa huyết ở đây nữa chứ, tốn không ít tiền đâu nhỉ. Ngân tranh tức giận nói, chủ tiệm, sao huynh lại không tin tưởng cô nương. Những người sẵn sàng mua tiêm tiêm, này chắc chắn có yêu cầu cao về hình thức, đâu thể chỉ tìm một cái hộp thiếc rồi đặt ở đó. Ai mà thèm mua, đang nói chuyện thì tiệm giày lụa bên cạnh cũng mở cửa, tống tẩu từ bên trong cửa hàng chào hỏi ngân tranh, ngân tranh cô nương, lục đại phu hôm qua đã ăn cá chấm chưa ngân tranh không để ý đến cuộc cãi vã với đỗ trường khanh cười đáp lại ăn rồi cá rất tươi ta và cô nương đều ăn rất nhiều cảm ơn tống tẩu tống tẩu cũng cười vừa vẫy tay vừa nói đều là hàng xóm láng giềng cần gì khách khí thế chớp mắt thấy trên bàn ngay cửa nhân tâm y quán bày bao nhiêu là bình xứ nàng ngạc nhiên hỏi bắt đầu bán lại xuân thủy sinh rồi à mà sao chiếc lọ này trông khác với trước đây ngân tranh trả lời đây không phải là xuân thủy sinh đây là trà thảo mộc tiêm tiêm do cô nương nhà ta mới điều chế phụ nữ có thể dùng loại trà thảo dược này để bổ sung khí huyết và làm thon gọn cơ thể sau khi uống nhiều ngày da rẻ sẽ như hoa đào thân hình sẽ nhẹ nhàng nàng nhìn tống tẩu thuận miệng hỏi hay là tẩu mua hai lọ về dùng thử xem tống tẩu tử sờ mặt tự cười mình ta mua cái này làm gì cũng lớn tuổi rồi béo một chút còn có sức lực nếu mà gầy rồi lại yếu ớt thì có phải thêm phiền không béo thì béo thôi nàng vỗ ngực nói mập mạp thì khỏe mạnh hơn nếu không thì đâu có sức để làm việc sau đó nàng bước vào cửa hàng tiếp đón mấy vị khách hàng mới đến đỗ trường khanh đứng ở phía sau ngân tranh ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người nói chuyện cười lạnh nói ta đã nói rồi mà. Lục đồng cục mắt xuống, tiếp tục đặt lọ lên bàn. Đỗ trường khanh lại gần, chân thành đề nghị, lục đại phu, ta cũng không muốn tạt gáo nước lạnh vào cô. Trà thảo dược này của cô không dễ bán bằng xuân thủy sinh, hay là đổi loại khác thì sao? Không đổi. Đỗ trường khanh nhìn nàng hồi lâu, lục đồng vẫn bất đồng. Một lúc sau, đỗ trường khanh tức giận nói, cứng đầu. Bất kể lục đồng có bướng bỉnh hay không, tiêm tiêm của Nhân Tâm Y Quán đã được giao bán. Khi gần đến giờ bật đèn, tiệm giày tơ lụa đối diện đã đóng cửa, Tống Tẩu bước ra khỏi tiệm, đi đến cổng miếu phía Đông Thành. Cạnh cửa hàng cá tươi ở cổng miếu phía Đông Thành là cửa hàng thịt đôi ký làm ăn rất phát đạt, người bán thịt là đới Tam Lang thừa kế công việc kinh doanh của phụ thân, đã bán thịt lợn ở đây hơn 10 năm. Thịt lợn nhà hắn tươi ngon, giá cả hợp lý không bao giờ thiếu hàng các phu nhân xung quanh khu đó thường mua thịt của hắn tống tẩu đến quán thịt trời đã gần tối trong quán chỉ còn lại một ít thịt băm còn đới tam lang đang dọn thớt và chuẩn bị đóng cửa hàng thời điểm tống tẩu thích mua thịt nhất là khi quầy hàng sắp đóng cửa giá rẻ hơn gần một nửa so với mua lúc sáng tam lang tống tẩu cố ý nói vẫn như trước đới tam lang ừ một tiếng lấy thịt băm trên bàn gỗ ra bọc trong vải dầu. Lông mày hắn nhíu lại, thân hình giống như một ngọn đồi, do thời tiết mùa hè nóng nực, mồ hôi lăn trên trán, làm ướt đẫm chiếc áo mỏng của hắn. Nhìn thoáng qua, hắn giống như một viên bánh trôi khổng lồ vừa mới ra khỏi nồi. Tam lang, tống phu nhân nhịn không được hỏi, gần đây ngươi lại tăng cân rồi đúng không? Đới tam lang không nói gì. Người cứ như vậy là không được đâu. Tống tẩu tổ tử nói, ngày nào cũng ăn thịt, cơ thể ngày càng nặng nề, cơ thế mãi không phải cách hay. Nếu cứ như thế này, nàng nghiêng người lại gần, khi nào mới có thể lấy vợ. Đới tam lang dừng lại động tác dọn thớt, mặt có chút đỏ bừng. Đới bán thịt từ lâu đã thích quá phụ tôn ở cửa hàng gạo trên phố Tây. Chỉ có điều, khỏa phụ tôn rất mê trai đẹp, chọn nam nhân không nhìn tiền bạc cũng không nhìn năng lực chỉ để ý khuôn mặt đẹp trai mà thôi. Đới tam lang so với bốn từ đẹp trai dũng mãnh. Còn kém xa lắm, cho nên đến bây giờ hắn vẫn chưa lọt vào mắt xanh của quá phụ tôn, chỉ có thể âm thầm buồn bã. Nhìn thấy vẻ mặt chán nản của người đàn ông lương thiện này, tống tẩu tử muốn an ủi, nhưng đột nhiên nghĩ đến một việc nói, nhắc mới nhớ. Hôm nay lục đại phu của nhân tâm y quán vừa sáng chế ra một loại thuốc mới, thấy bảo là có thể giúp người ta giảm cân. Đới tam lang sửng sốt, thuốc mới. Đúng vậy, trà thảo dược trị nghẹt mũi mà lục đại phu làm trước đó có tác dụng tốt lắm, hay ngươi cũng thử xem. Giá cũng hơi đắt nhưng biết đâu có tác dụng thì sao? Tống tẩu chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, không nghĩ đến đới tam lang lại đi mua thật. Thứ nhất, loại thuốc mới này rất đắt tiền, một lọ có giá 5 lạng bạc. Ai sẽ mua thứ này chỉ để giảm cân? Thứ hai, chưa từng nghe nói có người đàn ông nào lại muốn chăm chốt vẻ ngoài cả tống tẩu nhặt chỗ thịt còn lại rời đi đới tam lang đóng cửa hàng không về nhà ngay như thường lệ hắn đứng trước cửa suy nghĩ hồi lâu rồi đi về phía phố tây phố tây cách cổng vào của môi miếu ở phía đông thành không xa ngày hè dài trời tối cũng muộn hơn một chút khi đới tam lang đến nhân tâm y quán thì trời đã tối hẳn ngoại trừ các cửa hàng bán đồ ăn hầu hết các cửa hàng nhỏ trên phố đều đã đóng cửa đỗ trường khanh và a thành vừa định đi ra ngoài thì nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mập mạp đang đi về phía họ trên thắt lưng có hai con dao chặt xương sáng bóng vừa đi bắp thịt trên gương mặt hắn vừa rung rinh trông khá đáng sợ đỗ trường khanh giật mình lấy hết dũng khí chặn cửa lại nói làm làm gì vậy đới tam lang ngước mắt nhìn hắn đỗ trường khanh cũng chân tĩnh nhìn đối phương qua một lúc, đới tam lang mới rời ánh mắt, nhỏ giọng lén lút nói, ta muốn mua thuốc. Mua thuốc? Mua thuốc gì? Đỗ trường khanh bối rối. Chính là cái đó. Chàng mập tựa hồ có chút xấu hổ không nói nên lời, ngập ngừng nói, là thuốc có thể làm cho thân thể thon gọn, nhẹ nhàng. Cái gì cơ? Nói to lên chút đi. Lục đồng từ phía sau đỗ trường khanh đi tới, đặt cây đèn dầu lên bàn, nói, huynh muốn mua, tiêm tiêm, à. Ánh đèn hơi chập chờn soi rõ khuôn mặt đới tam lang và những giọt mồ hôi lớn trên trán hắn ngượng ngùng gật đầu, thấp giọng nói, ừ. Đỗ trường khanh kinh ngạc nhìn lục đồng. Lục đồng từ trong tủ thuốc phía sau lấy ra một bình sứ trắng, nói, một bình giá năm lượng bạc, dùng được ước chừng nửa tháng, huynh muốn bao nhiêu. Cái giá này là không hề rẻ đối với đới tam lang người kiếm sống bằng nghề bán thịt lợn nhưng hắn chỉ nuốt nước bọt nói mua hai chai trước đi lục đồng đưa hai bình tiêm tiêm một ngày uống ba lần dùng đúng giờ dừng một chút nàng lại hỏi đới tam lang huynh có thể đọc được không đới tam lang lắc đầu vậy ta nói huynh nghe nhé uống thuốc này cần kiêng kỵ vài thứ không được tùy ý uống nếu không sẽ không có hiệu quả lục đồng lại giải thích cặn kẽ cho hắn cách dùng thuốc những điều phải kiêng nói một lượt tận ba lần, đới tam lang mới gật đầu tỏ vẻ đã ghi nhớ. Hắn không thích nói chuyện, mua thuốc xong liền cầm thuốc rời đi. Đỗ trường khanh nhìn bóng lưng chắc nịch của đới tam lang, có chút khó hiểu lầm bẩm ta thật không ngờ đến, người mua trà thảo dược này của cô lại là một kẻ giết lợn. Hắn tưởng rằng vị khách đầu tiên có thể là một cô nương trẻ tuổi mảnh khảnh hoặc một cô nương có thân hình tròn trịa nhưng hắn không bao giờ ngờ rằng hóa ra lại là một tên đồ tể giết lợn. Đới tam lang cẩn thận đặt lọ thuốc có giấy màu hồng bên hông, khi đặt nó cạnh con dao đồ tể đầy dầu mỡ của hắn, thực sự khó có thể diễn tả được. Đỗ trường khanh lẩm bẩm một người giết lợn sao lại muốn gầy đi nhỉ? Ngân tranh nhìn theo ánh mắt của hắn, cười khẩy tại sao không? Xã hội này luôn yêu cầu nữ tử phải mảnh mai thon gọn, nhưng lại rất bao dung với nam tử về điểm này ta thấy vị đồ tể tiểu ca này còn tốt hơn hầu hết đàn ông ở thịnh kinh ít nhất hắn hiểu rằng ngoại hình của mình không đẹp lắm và tìm cách thay đổi theo ta thì nam tử ở thịnh kinh nên học hỏi người ta đi chăm chốt bản thân một chút để khi nữ tử chúng ta đi trên đường sẽ không phải nhìn thấy toàn những người đàn ông xấu xí bụng vệ nhưng lại cứ tưởng rằng mình đẹp đẽ tuấn tú lắm đúng là mắc ói đỗ trường khanh không nói nên lời cô nghe những lời đó ở đâu ra vậy đàn ông đương nhiên không thể chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài nếu không quan tâm đến vẻ bề ngoài thì tại sao chủ quán lại thay quần áo sức nước hoa khi đi ra ngoài ngân tranh cố tình hạ thấp hắn hơn nữa trên đường phố ở thịnh kinh ta chưa bao giờ thấy có nam nhân tài hoa nhé người đẹp trai tuấn tú hay có học thức xuất chúng thì thường đi cùng nhau chứ ta không nói lại được cô, không nói chuyện với cô nữa. Đỗ Trường Khanh quay sang Lục Đồng, nhưng Lục Đại Phu này, thuốc của cô thật sự có tác dụng chứ? Nhỡ đầu uống mãi không có tác dụng, hắn điên lên cầm dao chém cả ta và cô thì sao? Hắn nói thêm, để ta nói trước, ta không đánh lại hắn đâu đấy. Lục Đồng cục mắt xuống, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể đạt được. Ý cô là gì? Lục Đồng không nói gì, một lúc sau nàng mới nói, đối với hắn thì rất có hiệu quả. Ngày tháng vẫn luôn trôi qua rất nhanh. Giữa mùa hè, khi mặt trời lên cao nhất, mùng năm tháng năm chính là Tết Đoan Ngọ. Ngải cứu và xương bồ tươi được treo trên tường của mọi cửa hàng trên phố Tây để xua đuổi tà ma. Tống đại ca mua rượu hùng hoàng, con gái của Tống Tẩu thì hái lá gói bánh, định cả nhà cùng nhau đón Tết. Con gái Tống Tẩu từ sau bếp gọi vọng lên, nương, nhà mình hết thịt muối rồi. Tống tẩu lớn tiếng đáp lại, cứ để đó, mẹ ra ngoài mua. Làm bánh ú cũng cần cho thịt muối vào, nhưng người bán thịt lợn đới tam lang đã về quê cách đây một tháng. Hắn nói rằng mẹ hắn thỉnh thoảng bị cảm nên phải về nhà chăm sóc, tống tẩu chỉ có thể mua thịt của các hàng thịt khác, mua tới mua lui, vẫn luôn cảm thấy không ngon bằng thịt lợn nhà đới ký. Hôm nay trời còn sớm, tranh thủ đi xem đới ký đã mở cửa lại chưa. Vừa bước ra ngoài đã gặp một phu nhân đang xách chiếc giỏ tre. Phu nhân này khoảng 30 tuổi, mặc một chiếc áo choàng sa tanh màu xanh nước biển thiêu, bên dưới là một chiếc váy xếp ly màu trắng như tuyết, mái tóc búi lên kiểu phụ nhân, nước da trắng ngần, trên tay đeo đôi bông tai vàng lùng lẳng, tuy không gọi là quá xinh đẹp nhưng lại vô cùng quyến rũ. Tống tậu tử dừng lại, hô lên, tôn muội muội người phụ nữ này là Quá Phụ Tôn. Quá Phụ Tôn cũng là một người kỳ lạ, vốn là con gái của một chủ cửa hàng gạo ở phố Tây. Năm 18 tuổi, nàng gả vào với một nhà quan nhỏ ở Thịnh Kinh. Không ngờ vài năm sau, chồng nàng bệnh nặng mà chết. Trước khi qua đời, trượng phu của nàng đối với nàng rất đỗi sủng ái. Cửa hàng, ruộng đất đều đứng tên của nàng, cha mẹ chồng thì đã mất từ lâu để lại mấy ngôi nhà và mấy hòm châu báu, vàng bạc. Quá phụ tôn đem con gái và số tiền chồng để lại trở về phố Tây. Nàng có tiền, tướng mạo cũng không tệ, mấy năm nay không ít người đến lân la để ý nàng. Tuy nhiên, tất cả các bà mối mà người ta thuê đến đều bị nàng đuổi về. Lý do là vì hóa phụ tôn không thích tiền cũng không thích tài, mà chỉ thích nam nhân đẹp trai. Có bà mối tới thăm, Tôn quả phụ cũng mời người ta ngồi uống trà, sau đó chỉ nói một câu, không cần gì khác, chỉ cần diện mạo chỉnh tề là được. Diện mạo chỉnh tề, nghe có vẻ đơn giản nhưng cách nhìn của mọi người lại rất khác nhau. Sự chỉnh tề, trong miệng quá phụ tôn có lẽ khác xa sự chỉnh tề. Trong mắt bà mối, trong mắt bà mối, đại loại là một người đàn ông có đủ mắt mũi thì được coi là chỉnh tề rồi, nhưng tôn quả phụ hiển nhiên không nghĩ như vậy thế là đã nhiều năm trôi qua vẫn không một ai nào lọt vào mắt nàng đối với những người trẻ tuổi đến chỉ vì muốn lợi dụng ăn bám nàng chê người ta quá lòe loẹt một đám trẻ con còn hôi sữa nhưng nếu tìm đến những người lớn tuổi một chút thoạt nhìn có vẻ đáng tin cậy nàng lại chê họ trông hơi thô lỗ đến túi thơm cũng không đeo không xứng với nàng vài năm trước quá phụ xun đã nhìn chúng đỗ trường khanh nhưng đỗ trường khanh không muốn ở rể Lịch sự từ chối nên cuộc hôn nhân này cũng đành thôi. Tôn muội muội dậy sớm thế? Tống Tẩu nhiệt tình chào hỏi. Quả phụ Tôn mỉm cười gật đầu với Tống Tẩu, ngón tay sơn màu sắc đẹp đẽ nhẹ nhàng chỉ về phía trước, đi mua ít bánh ú nhân thịt. Tống Tẩu lắc lắc đầu, phải nói, chẳng trách Tôn quả phụ lại dụ dỗ được người chồng mất sớm cho mình đứng tên trên mọi giấy tờ đất đai, đừng nói đến đàn ông, giọng nói êm ái dịu dàng này một người phụ nữ như Tống Tẩu nghe thấy cũng bùn rùn chân tay. Tống Tẩu nhìn bộ váy chỉn chu của tôn quả phủ, nghĩ tới thân hình mập mạp sặc mùi dầu mỡ của đới Tam Lang, nàng không khỏi thầm nghĩ, đới Tam Lang tuy là người tốt nhưng quả thực là cốc đòi ăn thịt thiên Nga. Hai người cùng nhau đi đến cổng miếu ở phía đông thành. Tống Tẩu là người có tấm lòng ấm áp, miệng lưỡi nhanh nhẹn, khiến tôn quả phụ suốt đường đi đều cười nắc nề. Khi hai người đi đến gần cổng miếu, từ xa đã thấy cánh cửa quán nhỏ ở cổng miếu mở rộng, có người đang chặt xương bên trong. Ồ, oh, Tam Lang đã trở lại rồi. Tống Tẩu Tê thấy vậy thì vui mừng. Đới Tam Lang đã trở lại, hôm nay cuối cùng cũng mua được thịt lợn ngon. Nàng lại nhớ đến quá phụ tôn ở bên cạnh, vội vàng chọc vào cánh tay đối phương, vội vàng nói, hay muội cũng mua một ít đi. Lần nào hắn cũng cho muội nhiều thịt hơn khi bán cho chúng ta. Đáng ghét. Tẩu nói linh tinh gì đó. Quá phụ Tôn đẩy Tống Tẩu một cái, giận dữ nói, đừng lợi dụng lòng tốt của người ta. Tống Tẩu gật đầu, Tam Lang quả thực là người tốt bụng. Chỉ là tướng mạo hơi thô kệch. Quá phụ Tôn thở dài. Đúng vậy. Chị dâu xong đồng ý, nếu hắn trông dễ nhìn hơn chút. Này, đây không phải là Tam Lang sao? Lúc này đã đến gần cửa tiệm đối ký, trời đã sáng, mùa hè trời sáng từ sớm, có một người đàn ông xa lạ đang đứng trước bàn. Người đàn ông này cao, vai rộng, eo nhỏ, vì thời tiết nắng nóng nên chỉ mặc một chiếc áo mỏng bằng vải trắng, để lộ làn da màu lúa mạch khỏe mạnh. Nhìn cánh tay lộ ra cường tráng có lực, nhìn lên trên, người này có lông mày rậm, đôi mắt to, ngũ quan cương trực, đường nét hơi cứng rắn. Không tuấn mỹ như các vị thiếu gia công tử, nhưng lại có vẻ hoang dã và quyến rũ. Hắn vung con dao chặt xương dài trong tay, những hạt mồ hôi lăn dài trên trán, rơi xuống cổ, trôi vào cổ áo, ẩm ướt và sáng bóng, không hiểu sao khiến người ta có cảm giác trong lòng như có một ngọn lửa bùng lên trong sương mù. Tống Tẩu Tử nhìn chằm chằm vào người này, trong lòng cảm thấy cái nóng mùa hè thật là gay gắt nếu không thì làm sao có thể cảm thấy mặt và tim mình đang nóng bừng dù đang mặc một chiếc áo mỏng mát mẻ. Quá phụ tôn nhìn người đàn ông một lúc lâu, cho đến khi con dao cắt xương của người đàn ông dừng lại, hắn nhìn về phía này, quá phụ tôn mới hoàn hồn lại. Nắng chiếu không gian im lặng, xa xa có tiếng ve sầu đầu mùa dâm ran. Quả phụ tôn dừng lại, nhẹ nhàng vén một lọn tóc dài xóa xuống bên tai, dáng vẻ duyên dáng bước về phía người đàn ông cho đến khi đứng trước mặt hắn nàng ngẩng đầu lên mỉm cười với hắn và hỏi vị tiểu ca này nhìn rất đẹp trai ta chưa từng thấy huynh ở đây huynh là người nào trong nhà đới ca sao ta người đàn ông dường như không ngờ rằng tôn quả phụ lại chủ động bắt chuyện với mình hắn có chút sửng sốt nhìn thẳng vào mặt đối phương mà không nói gì giống như bị choáng váng quả phụ tôn đắc ý nhìn mặt người đàn ông này càng ngày càng đỏ giống như một con tôm luộc chín đỏ, nếu còn chiêu chọc nữa, chắc chắn hắn sẽ bỏ chạy, sau đó nàng không nhịn được cười nói, ta thấy huynh và đối đại ca nét mặt có chút giống nhau, huynh là họ hàng của đối đại ca sao, là huynh đệ hay là con cháu? Sao trước đây chưa từng nghe huynh ấy nhắc tới huynh? Mặt người đàn ông càng đỏ hơn, nhìn hồi lâu mới nói. Tôn cô nương, ta là đới tam lang. Nụ cười trên khuôn mặt quá phụ xinh đẹp đông cứng lại giọng nói cao vút của tống tẩu vang vọng khắp lối vào môi miếu phía đông thành. Đới Tam Lang, ngươi là đới Tam Lang. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.